Mày giỡn mặt với tao hả? Trời đất ơi. Mày giỡn cái gì? Tao té mày vui lắm hả mày? Trời đất ơi, cái đồ thứ lừa gạt à. Việt kiều giả mà dám qua mặt tao hả? Mày để tao nhìn thấy mặt mày nữa rồi mày chết với tao nha mày. Mày xuất hiện ở đây một lần nữa tao giết mày chết. Dạ 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 chào bác. Chào cái gì mà chào? Mày đang đen chửi hả? Đi. Đứng lại. Béo. Chào chào cái gì? Muốn gì? Dạ cho con hỏi thăm. Đây có phải là... Hỏi thăm gì mà hỏi thăm? Đi đi. Đứng lại. Béo. Hỏi gì hỏi lẹ đi. Dạ đây có phải là quán cà phê của Lê Lộc không ạ? Phải. Lê Lộc con của Lê Giang. Đây nè, tôi là Lê Giang. Có gì mà bác không nhớ mặt con. Con thì... với bác add fan Facebook rồi đó. Con xin giới thiệu Việt Kiều Mỹ mới về nước. Hả? Nhớ không? Michael Moon, Michael Moon Facebook. Ê tao nhớ rồi mày. Xin lỗi nha, nãy giờ bắt giữ anh quỷ kìa. Dạ dạ. Ờ ngồi 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 con. Ngồi 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 đi. Ngồi. Ngồi đây ngồi đây. Dạ dạ ngồi đây. Ngồi đi. Ừ. Dạ. Ồ bác sao cái ghế này ngồi thấy cùi bắp quá vậy? Quán cà phê phải ít nhất là cho con ngồi mấy bốn cái ghế mà nệm nệm kia đó. Mày, tao lấy ghế đó tao bị trừ điểm á. Ừ. Rồi ghê quá. Thôi tới nước uống, lấy nước uống. Ừ, ngồi đây tao lấy nước. Chà đá cũng được đó con. Rồi rồi. Dạ dạ dạ. Uống nước suối nha. Quán rồi. Mát quá bác ơi. Rồi uống nước đi. Dạ cảm ơn bác. Rồi về đây là thăm gia đình hay là đi du lịch? Không, về con làm ăn. Làm ăn hả? Bác biết cái Vũng Tàu không? Biết. Con xây cái cao ốc 90 tầng. Trời đất ơi, xây 90 tầng mà để nuôi ốc thôi hả? Không phải, bác ơi, ý của nó là cao ốc ở đây là cái building, cái đồ sộ đó. Bác biết cái tòa nhà trắng ở Mỹ Washington DC không? Ờ, biết. Chỗ MoMA ở đó. Ừ. Con thiết kế đó. Bác biết cái tháp Eiffel của Pháp không? Biết luôn. Con thiết kế đó. Trời ơi, mày giỏi vậy. Bác biết cái hồ con rùa không? Biết luôn. 6 giờ chiều là ra ăn bò bía rồi đó. Bị vô diêu rồi. Bác thấy bác giỡn vui thì con giỡn cho bác vui thôi. Nói nghe bà không nhận nha. Con kết cái mặt bác đó. Không nhận, nhất là cái miệng có hai dê chó dễ thương quá. Nhìn vô là muốn làm thơ liền. Trời đất ơi, làm thơ luôn hả? Bác ngồi đây con tặng rồi, cho bác mấy câu thơ. Dạ. Rồi. Sao? Mặt bác nhìn rất là phê. Ừ. Phê đây không phải là phê Bồ Đà. Mặt bác nhìn không có già. Già đây không phải là già nếp nhăn. Mặt bác nhìn rất là căng. Căng đây là chỗ có hai mục đường. Cái này là nói thiệt nha, không có nịnh bác đâu nha. Mày tiện lứa, mày dễ thương gì đâu mà quỷ. Mày tao chấp mày là con rể tao rồi đó nha. Bác yên tâm đi, con làm một đám cưới linh đình nhất Sài Gòn này. Riêng bác cho bác đi chiếc xe limousine. Mày ác nữa. Tao má vợ mày mà mày cho đi xe gì chở ly với mấy thằng ăn xin không à? Phải bắt lú quá. Limousine là cái hiệu limousine. Cái xe nó dài lắm. Nó đèn bật xanh, chớp đỏ, chớp tắt này. Nó có rượu bác uống luôn. Bác muốn lên lóc nhà bắt con gà có luôn. Bấm nhặt một play có. Lên lóc nhà là bắt con gà. Gặp bà già mặc như cái cà. Trời ơi lạ lắm bác ơi. Thiệt á. Mày làm tao khoái mày. Thiệt. Con tổ chức con mời ca sĩ nổi tiếng không? Mời ban nhạc Hàn Quốc qua luôn. Con sẽ lên con hát một câu giọng cổ cho bác nghe. Trời đất ơi mày chết. Mày đụng tới cải lương là mày đụng tới tao rồi. Đụng hàng hả bác? Cải lương tao một bụng. Bác có biết hát cải lương không? Biết chứ. Bác hát câu mấy, hát con nghe thử. Không phải hát một câu, tao hát một hơi, một trăm chữ. Trăm chữ? Bác làm thử coi. Tao làm thử mày nghe tiếp đi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là một cái chất vô cho nó thì gặp gỡ nhau đi, gặp nhau đi. Xì tóp. Con góp ý với bác nha, bác hát phải mở khẩu hình mồm ra. Há miệng ra là phải có hơi liền. À, tao nhớ rồi. Hai, ba. Anh nói tình của đôi ta là một kiếp trước vừa chống lâm tiền gặp gỡ nhau đây, gặp nhau đây. Vì mọi tình đầu ngàn lời chung thủy lời nói hôm nay chàng nghe cho kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay. Em vẫn nguyện cầu cho mối tình đầu được gặp nhiều điều ngang trái. Đừng để đôi ta vào dòng khổ ải ba xin sắp bài từ muôn kiếp trước. Chàng ấy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu. Bác, Trung Quốc chi 100 chữ bây giờ rụng nụ luôn à. Má ơi. Đó, giật tấm bài hiệu quả quá. Bác ơi, tại sao mà bác ngã không? Sao? Đó, tại vì bác hát cái lương bác phải đứng lên, bác lấy hơi, bác diễn xuất đàng hoàng. Bác ngồi nó bị ém hơi. Bây giờ bác đứng lên đi, bác đứng lên. Đứng lên hả? Chị hát lại luôn. Dạ. Rồi, hát lại cho mình nghe luôn. Đó, chị hát nè, đứng lên lấy hơi vô nè. Hai, ba lấy hơi vô, lấy sâu vô, vừa hơi bụng lồng ngực luôn. Hai, ba, lấy vô, lấy. Hai, ba. Anh ơi, tình của đôi ta là một kiếp trước vừa chúng lâm tiền gặp nhau đi, gặp nhau đi.
đi mối tình đầu ngàn lời chúng túy lời nói hôm nay chẳng nghe cho kỹ dù cho trăm đắng ngàn cay em cũng nguyện cầu cho mối tình đầu đừng gặp nhiều điều ngang trái đừng để đuổi ta vào dòng cô ải duyên nợ ba tình sắp bài tưởng một kiếp trước chàng hãy đến đây mà nghe em nói chàng nghe rằng em đã yêu chàng. Con nói thì bác hát rất là hay. Gái bác hát. Không phải, Lê Lộc hát. Trời ơi, hồi xưa giờ tôi coi ca nhạc có hát playback. Bữa nay vô giọng cổ cũng hát playback nữa hả? Nay mai cái tình hình này tấu hề cũng có playback luôn á. Dạ, dạ chào. Làm quen đi con. Dạ Lộc. Dễ thương quá. Dạ em Lê Lộc chào anh ạ. Yên tâm đi bác, con mà cưới được Lộc á, con sẽ bảo lãnh là Lộc với Lê Lộc với Lê Giang qua Mỹ, con để lại Duy Phương, Duy Phước ở lại. Yên tâm. Nè nó nghe. Dạ. Hai đứa làm quen nha. Dạ. Tao vô tao nấu một cơm cúng hai đứa. Lộn. Dạ con thích ăn cá lóc. Ừ, ta nấu một cơm mời hai đứa bay ăn. Dạ. Rồi, dạ. Vậy nha. Cảm rồi, ok. Má em dễ thương lắm. Trời ơi, đất vui. Ơi, quỷ sư. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày lừa gạt tao chưa? Đã cho mày quay đây muốn đây làm gì mày? Có đây nè, nãy chửi quá quên cái đó. Chửi gì mà chửi mày? Mày chưa thấy tiền nhau thôi mày giỡn. Mày đi chưa? Mày giỡn cái gì? Dạ, rồi, xin bé. Mày... Thằng Mai còn muốn. Mày ở đây rồi quán phở bển ai bưng? Hả cái gì? Tao chưa có chết ra được con khùng của mày. Mày nói gì tao lao vậy? Phở trời ơi, đây nè, thằng Mai cầu môn đây nè. Dạ. Giới thiệu với bác. Đây là một trong bốn thằng Mai cầu giàu nhất nước Mỹ đó bác. Nè, thấy dễ thương không? À, dạ, dễ thương, dạ. đẹp á. Dạ. Giờ sắp cưới được không? Không. Rất nổ đi nha mày, tao thấy mày nổ, riết răng mụn mày luôn á, mày nổ. Bác bán mày cười quá, giàu lắm, hai tụi con giàu nhất nó mày, là nó giỡn. Mày nín thôi. Ủa, nổ là sao con? Bác bình tĩnh, bác nghe con nói đi. Con là bạn thân của nó là Michael Mung. Hai thằng con bên Mỹ rất là nghèo khổ, hai thằng mới đi bưng phở. Bác bị nó lừa rồi, nó lấy cái mát là Việt Kiều, nó về xây cao ốc gì đó, 90 tầng vậy đó không? À. Con chiêu chơi hoài à, thằng này nè, bữa nè, mới hôm qua đây nè, chứ hôm bữa nào. Đi nhậu nè, mày đặt nổ, mình Việt Nam thì nói tiếng Việt Nam, mày đặt nó đó. Ờ, tôi là Việt Kiều mới về nữa, tôi không dành tiếng Việt. Cho tôi hỏi chầu này ai lo? Trời ơi, kỳ kỳ vậy trời. Michael Mung. Là nó lừa bác xong rồi, nó lừa con gái bác luôn. Trời ơi! Trời ơi! Vậy là tôi giỡn không rồi! Trời ơi! Lạy ơn trên trời Phật, phù hộ cho con, phù hộ cho con hát thật tốt. Mẹ thường bao con thương dây đụng trong mẹ đang ở trên máy bay mà. Mẹ làm con bất ngờ quá hả? Bữa nay là cuộc thi của con, cho dù mẹ có bận cỡ nào mẹ cũng phải về với con hết á. Con cảm ơn mẹ. Bây giờ cái chủ đề của cái chương trình này là cái gì con? À, dạ tập này là con sẽ nói về chủ đề một thoáng quê hương đó mẹ. Một thoáng quê hương? Dạ. Ủa kỳ vậy ta? Tự nhiên một thoáng quê hương mà con ca bài con gái của mẹ, đâu có được. Mẹ, tại vì con suy nghĩ như vậy nè, mẹ là quê hương của con và quê hương là mẹ. Bây giờ con thử con hát cho mẹ nghe coi, nếu mà con hát được thì mẹ mới thi với con nha. Dạ. Rồi bắt đầu vô cho mẹ nghe coi.
mẹ thường bao con thân gái đục trong. Mãi cái bút nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chịu cưng, chẳng thèm liêu lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta sẽ con sai rồi. Bậy bậy quá, bậy. Sai á mẹ. Rồi rồi đâm luôn. Cho con lại nha, cho con lại. Mẹ ơi, phần trái 12 bên nước. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Tiếp luôn con, tiếp luôn. Mẹ ơi, phần trái. Mẹ ơi, phần gái 12 nào trong biết sông nào đục, biết rủi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Hành đi nghe con gái mẹ ngoan.
già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm dâu khó nhọc, mẹ vừa thương vừa sợ trong lòng. Từ ngày có Dương Phi ruộng bỏ thiếp không, rồi nếu như không còn yêu thiếp nữa thôi thì anh hãy cứ đi đi. Trời ơi. Anh hãy cứ đi đi, hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc kia ra sao. Mà yêu thương đến nhường nào, sẽ đến đâu khi mà chúng mình xa nhau. Tao 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 tao. Xanh trời suối chi cho duyên tình mình đôi nơi. Em đi ngoài phương xa, em đi ngoài gió mưa. Em ơi bỏ anh sao đánh à, tâm mơ. Làm sao tiếp kề cận mãi bên chàng. À, anh sẽ nguyện yêu em mãi mãi muôn nhà đời. Nói gì tìm nữa định mệnh ngăn đôi mỗi đứa mỗi nơi mỗi người một ngã đường. Bà đi đường tôi bước bà đã theo chồng. Quên kỷ niệm ngày xưa do bão nắng mưa lòng người thay đổi hoàn cảnh hôm nay. Làm nên tội mà khổ đau này riêng chị mình tôi. Bà đã có đôi giày vui duyên mới để tôi ôm sầu ôm nỗi sầu cô đơn. Quân Dương ai? Quân Dương lại đây đi, tiếp
cho hôn cái nè. Hả? Nói thiệt. Nói thật à? Ờ. Nè. Hả? Nói cho biết nha, không phải lúc nào cũng được đâu đó, chỉ có chương trình này thôi đó nha. Đừng gạt ta nha. Không thiệt á. Ta khổ nhiều lắm đó. Xạo. Lại đây chàng. Lẹ đi. Dừng môi lại. Hoàng hậu. Hậu à, ta muốn nói với hậu là Hoàng hậu ơi, thiếp không có lỗi gì hết. Hoàng hậu ơi, hoàng hậu hãy tin tưởng thần thiếp đi. Thần thiếp không làm điều gì sai hết. Hoàng thượng có. Hoàng thượng từ ngài có Dương Phi ruộng bỏ thiếp. Không. Rồi nếu như không còn yêu thiếp nữa, thôi thì anh hãy cứ đi đi. Trời ơi. Anh hãy cứ đi đi. Hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc kia ra sao. Mà yêu thương đến nhường nào, sẽ đến đâu khi mà chúng mình xa nhau. Tao 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 tao. Hoàng hậu. Đừng lại con kia. Ủa sao tự nhiên tao ăn con nhỏ cái con gì màu đỏ mới chạy qua phải không? Ai vậy? Cho con hỏi cái phòng thay đồ ở đâu vậy? Cô là ai? Dạ con là người mới trong vũ đoàn. À bên đám múa đó hả? Dạ. Vũ đoàn bữa nay làm gì có thay người đâu mà người mới gì đây? Dạ có. Con nhỏ kìa nó mới bị bệnh. Nó nói nay nó bị khan tiếng nên nó múa không được. Trời. Nhờ con múa giùm. Nói thiệt nha. Mày là ai? Ai? Vô đây làm gì đây nè? Đưa mình lên công an phường vậy. Cô ơi, con nói đi. Thật sự là... Nói lại đi. Mày vô đây làm gì? Tao đang tạm tuần. Dạ, thật sự là con có mượn tiền của tụi giang hồ để con chữa bệnh cho má con. Má con bệnh nặng lắm. Mà giờ con chưa có tiền trả. Tụi nó đòi giết con. Nó chạy vô hướng này nè. Bây giờ chỗ trốn đi. Tao tính sao? Tao lo ngoài này đi. Cái này gánh hát hả? À? Dạ. Cho hỏi cái ơi. Có thấy nhỏ nào mới chạy vô đây không? Không có đâu, ở đây đâu có ai rồi nè. Đâu có ai chạy ở đây. Đâu có ai chạy đâu. Nếu mà tôi tìm có đó. Ông không yên với tôi đâu nha. Tập tuần đi. Nhà. Lên! Chết cha! Không được làm bậy nha! Đừng có làm bậy cậu ơi! Cậu có gì từ từ nói! Bình tĩnh! Cậu ơi! Cậu ơi! Hiểu không mấy chạy đi chứ! Nó đông lắm! Trời ơi nó ăn cắp. Trời ơi nó ăn cắp trong túi mày biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? 1,1 triệu. Sao bèo vậy? Mà sao mày nhỏ mày đâm mày mạng người vậy? Anh em rút. Rút mày ơi. Trời ơi. Tụi mày đứng lại. Sao chú đổi cho con chi vậy?
Con. Dạ. Chú khuyên con, từ đây về sau đừng làm cái nghề ăn cắp này xấu lắm nha con. Chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, chú ơi, con xin lỗi chú ơi, chú ơi. Chưa. Chú muốn nói với con, con giống con gái chú lắm. Chú khuyên con lời cuối cùng, dịnh mẹ. Tại sao mọi người đã đứng nhìn không như vậy? Thì sao? Thật sao? Kêu xe cấp cứu! Ai ai ai! Cấp cứu! Cấp cứu này! Quay chuyện ông lại được nghe coi! Trời ơi! Bước nào! Xuất hát tối nay nè, bán vé xong hết rồi, ai diễn? Cô cho con hát được không cô? Cô nghĩ cô là ai mà hát giai hoàng thượng hả? Con hát được. Cô biết sao không? Hồi đó con có nhắc tuồng ở trong đoàn hát á, vai nào con cũng thuộc hết trơn á. Con làm được á cô. Đừng có nói dối. Vai nào cũng thuộc, tại sao cô không lên cô hát chính hả? Làm gì nhắc tuồng hoài vậy? Rồi tại sao phải đi ăn cắp như vậy? Thật sự là con không muốn ăn cắp đâu. Tại má con bệnh hoài à, con không có tiền chữa. Mà nghề nhắc tuồng á, sao đủ sống? Con định ăn cắp già dố thôi, có tiền chữa bệnh cho má con là con bỏ liền. Cô đừng có nói mà cái điều nguy biện của em. Con thích lên sân khấu con diễn lắm. Con cứ canh á, có ai bệnh, có ai bận á, con xin ông bầu cho con lên con hát. Con thế giùm thôi cũng được nữa. Con không cần đóng vai chính đâu, cho con lên sân khấu thôi. Cô ơi cô cho con thử đi, con thử cho cô coi nha. Con mà làm được con dám con hát nha cô. Con thử cho cô coi nha, con thử cho cô coi. Hỡi muôn dân, dù cho máu nhuộm chiến bào, thầy với đồng nội, ta cũng quyết đánh đuổi kẻ thù giữ an bờ cõi. Non sông ta thống nhất, dân tộc ta trường tồn. Nó đóng được. Tập tuồng đi. Có người nói vui rồi, tập tuồng. I love you so.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Oh, 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 I love you, sir. 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 Con nín mất, nín mất, nín mất. Tôi hận anh. Sao lại hận anh? Tôi mất rồi. Rồi anh biết rồi, mất chồng phải không? Không. Chứ mất cái gì? Mất guốc. Kiếm guốc cho chị nhanh lên. Con quỷ nào là guốc trả đây à? Trời ơi. Vợ ơi, vợ thôi. Vợ đừng hiểu lầm, cảm ơn dancer nhiều nghe. Chào cảm mấy ơn em. Nhóm múa giúp đỡ chị. Ủa, phải không? Đừng có giận anh nữa mà. Giận. Anh không có ngoại tình gì hết. Thật ra anh dàn cảnh để thử lòng em thôi. Coi là em có ghen, có thương anh hôn vậy mà. Thiệt không? Thiệt chứ, đàn ông mà ai nói dối bao giờ. Phải không? Hay hả? Anh là đàn ông mà. Em... em thôi đừng giận mà vợ em ơi. Em tin rồi. Dạ. Dạ, đàn bà nhẹ dạ lắm. Trời ơi. Dạ. Đã xấu mà còn nhẹ dạ nữa, tội cho em quá. Thường vậy á, cho nên bị chồng bỏ hoài á. Chúc mừng em nghe. Thôi khỏi mừng rồi Khánh, anh mệt lắm rồi Khánh. Ủa sao vậy anh Toàn, sao anh xả dài lẹ quá vậy? Thiệt ra nãy giờ anh mặc bộ đồ này đẹp lắm anh Toàn ơi. Ta nói nha, trời, con gái thiệt không đẹp bằng anh á. Rồi anh đầu tư công phu dễ sao. Trời ơi kìa, ba dòng á, rõ ràng luôn, nảy nở vô cùng luôn, đẹp lắm. Bây giờ giữ cái phong độ này mà phát huy anh ha, anh nổi tiếng hơn nữa. Thôi khỏi 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 Khánh. Trời, ta nói mới có đội cái tóc giả rồi mặc cáo đầm vô mấy giờ anh muốn nín thở nãy giờ rồi nè. Thôi trời ơi, cái này ta nói lâu lâu là một lần thôi chứ em nghĩ sao. Ồ, mà công nhận nha, phụ nữ hay thiệt á. Đình Toàn chỉ giả một chút xíu thôi nè, mồ hôi mồ kê tóc tai nó tùm lum hết trơn. Trời quá. Quý vị ơi, thật ra Khánh đứng gần anh Đình Toàn thấy những giọt mồ hôi của anh ấy đổ ra rất nhiều, chứng tỏ là cái sự lao động này rất là nghiêm túc và rất là công phu. Đúng quá phải không quý vị? Và bây giờ anh ơi, hôm nay anh rất đẹp trong chương trình ngày hôm nay, cho nên là em ưu tiên cho anh chào trước. Bởi vì sao? Lady first. Ủa nữa hả? Thôi được rồi, ráng hôm nay thì Đình Toàn sẽ ráng cho hết. Và chúng tôi Lê Khánh và Đình Toàn chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. À dạ, xin lỗi. Cái gì? Có điện thoại. Xin lỗi. Ai gọi vậy? Dì em gọi mới chết chứ, không nghe không được. À. Alo, dì hả? Dì Tám hả? Dạ. Sao con? À rồi, con biết rồi. Gấp lắm hả? Con biết rồi, nhưng mà hôm nay con bận rồi không có về được, mới chết đi chứ. Dạ rồi, gấp lắm phải không? Ngày mai con tính cho, ngày mai con làm cho ha. Vậy ha. Rồi. Cứu người phải không? Rồi, ngày mai làm, ngày mai cứu kịp. Rồi. Ừ, cái gì vậy Khánh? Trời ơi, chuyện gấp cứu người mà phải để tới ngày mai hả? Em phải đi liền ngay bây giờ. Trời ơi, dì Tám của em là cái người rất là tốt bụng, ai có bệnh hoạn gì là dì đều giúp hết. Ờ, mà dì gọi cho em á là lúc nào cũng cấp bách hết trơn á. Nhưng mà thật ra cái chuyện này á là ở trên Biên Hòa có một ông thầy thuốc rất là giỏi. Dì của em muốn em chở dì lên Biên Hòa để mà xin thuốc. Mà cấp bách đến mức độ vậy á, ngày mai đi cũng đâu có sao đâu. Coi như là dì làm cho nó gấp gáp vậy phải không? Dạ. Nhưng mà nè, thật ra dì Tám của em á từ bi như vậy là tốt á. Nhưng mà chỉ có điều á, giúp người thì giúp nhưng cẩn thận, coi chừng bị người ta lợi dụng lòng tốt của mình, hiểu không? Dạ em cũng biết như vậy, em cũng nói với dì. Nhưng mà dì đó thôi, cứu một mạng người còn hơn xây 10 kiển chùa. Rồi á, giúp đỡ nhưng mà nhiều khi cũng rắc rối lắm anh ơi. Giống sao như mà? Là cái cô bé hàng xóm kế bên em nè, bị bệnh dời leo. Mà mẹ cô bé cử không có cho nói là từ dời leo, tại vì sợ càng nói là cái bệnh nó càng phát triển hơn nữa, khó trị. Vậy không nói dời leo, nói gì? Thì nói bệnh đó, nó bệnh đó. Bệnh đó là bệnh gì? Là bệnh đó đó. Là bệnh đó đó là bệnh gì? Là bệnh dời leo. Trời ơi, thì cũng nói rồi. Thì bởi vậy anh ép em quá, em phải nói luôn rồi đó. Cuối cùng sao? Cuối cùng là bây giờ bao nhiêu người ra tiệm thuốc tây cũng không thể nào mà mua được, bởi vì không có nói bệnh đó thì làm sao bác sĩ mà biết mà bệnh gì mà đưa thuốc uống. Bởi vậy mới làm khổ em nè. Cái em mới xung phong, em nói là thôi bây giờ để con đi xin thuốc về để cho cô bé uống cho. Vậy là em có cách mới đúng không? Em ra em gặp bác sĩ, em nói sao để em mua thuốc đó? Thì em nói là bán thuốc dời leo. Thì đó, bác sĩ phải nói, phải tính nó từ dời leo thì bác sĩ mới biết bệnh gì. Thì đó, xong rồi mua về, mày biết gì không? Gì? Cái thuốc đó đó không là... phải là thuốc thiệt, mà là bột mì, bột năng gì pha vô. Lừa đảo mới ghê chứ. Anh Tài có biết vụ này họ sẽ pha kháng sinh với lại các loại bột mì, bột năng để đã tạo thành một loại thuốc bột đúng không? Ôi con bé mém bị nhiễm trùng đó anh. Nếu vậy thì em phải kể ngay cho dì Tám của em nghe một cái câu chuyện này. Bảo đảm nghe xong dì Tám sẽ rút kinh nghiệm liền. Câu chuyện gì vậy anh? Ai dựa ai?
xuyên tới nước là hoa nó đẹp, nó nở đều vậy đó. Nhìn y bông giải vậy đó. Cái gì vậy? Cứu con với. Mày bị cái gì? Con chịu hết rồi. Sao vậy? Cho con qua nhà chú con ở, con không ở với vợ con nữa đó. Ủa sao mày không đồ nhà, qua nhà chú ở? Con chịu không nổi đó. Chuyện gì? Nó hành hạ con quá. Nó hành hạ mày sao? Nó hành hạ con từ trên xuống dưới luôn, con chịu không nổi. Nó hành hạ con? Dạ. À hay là mày làm cái gì nó mới hành hạ mày chứ? Con không có đáp ứng được. Bực bội lắm rồi. Hiểu rồi. Bởi vậy tao nói mày trẻ mà cứ ăn chơi, không có chịu lo làm việc tập thể dục như tao rồi, thấy không? Khỏe mạnh, thấy không? Trời ơi, chú có cách nào chú giúp con chú hỏi chú đứng chú nói hoài. Con nói là con không có đáp ứng được, con chịu hết nổi rồi. Có cách. Chú có cái bình rượu cá ngựa đó đưa cho mày về uống để đáp ứng. Bây giờ cá ngựa mà với lại nhân sâm đưa con cũng không có nổi nữa. Ủa gì kỳ vậy? Con đuối lắm con. Mày đuối hả? Không mấy giờ mày đi coi bác sĩ coi bị gì vậy? Bị gì? Đuối quá mày không có khả năng hả? Trời ơi, khả năng gì uống, ngày nào cũng uống chịu gì nổi. Ngày nào cũng tung tin đâu lời ba cái ông thầy bùa thầy phép gì, lúc nào cũng pha bùa pha phép pha ngải gì cho con uống. Uống từ ngày này qua ngày khác. Con không uống hả? Tối con đang ngủ bóp miệng đổ bùa vô miệng con. Cái gì? Nó cho mày uống bùa à? Dạ. Uống nước bóp hồng bắt uống. Dạ. Mà cái thuốc của ai vậy? Của cái thằng tên gì? Thằng Chí Phổi. Con Chí Phổi gì đó, ở xóm trên nè. À phải mày nói cái thằng Chí Phổi mà ở xóm La Cà không? Đúng rồi đó. Trời, cái thằng đó tao biết mà, nó tên là Chí. Mà nó không lo làm ăn cho nó tối ngày nhậu nhẹt chữ thề, cho nên là người ta mới đặt nó là Chí Phổi, coi như là con cháu Chí Phèo đó chứ gì. Trời ơi, không phải. Hồi đó là nó là Chí Phổi, nó ăn nhậu vậy là đúng rồi. Rồi sau này á, tự nhiên là bữa nhậu xỉn, cái đi ngang quan sông chợt chân lọt dưới xong rồi bà con vớt lên, cái ổng nói là ông bà ông giải gì nhà dựa ổng đó, dựa ổng, xong rồi giờ ông trị được bá bệnh luôn. Vợ con tự nhiên đâu tin lời ổng, nghe đi trị bệnh cho con. Trời đất mà ơi. Chú biết không, con nó đi khám rồi, hôm bữa là con đi khám, hai vợ chồng lấy nhau lâu rồi không có con, rồi đi khám bác sĩ nói là hai đứa con là bình thường. Ừ. Rồi qua bên ổng khám, ổng nói là tại vì con bị đẹp trai. Đau thiệt. Tự nhiên qua đó khám ổng bệnh gì đó, bị đẹp trai. Mày đứng yên lên, mày đứng yên nha. Dạ. Tao xịt cho mày tỉnh lại đó. Sao mày tự tin vậy? Con đâu có tự tin. Mày đẹp trai hả? Không phải à, lúc đầu con tự ti lắm, tự nhiên từ lúc qua khám ổng ra cái con tự tin luôn à. Ổng nói là tại vì con đẹp trai quá. Mà cái chuyện đẹp trai con đâu có muốn. Cha sanh mẹ đẻ ra rồi tự nhiên nó đẹp vậy thôi chứ sao mình muốn được. Thôi dẹp, ví dụ đẹp trai gọi đi. Tại sao dù đẹp trai mà là dính dáng, ví dụ mà vợ bắt mày uống ba cái thứ mà... Đó, mình nói thường thường là đẹp là phải có người theo đó, mà con đẹp mà người sống không theo, mà nói người chết theo con đó, có cái dòng nữ nào theo con rồi ghen, không có cho vợ con có bầu. Bây giờ đó vợ con là thấy vậy là lấy bùa lấy phép về nhét vô miệng con cho con uống. Trời đất ơi, đêm nào nó cũng chích. Cái gì? Nó chích chịu không nổi. Nó chích con đang ngủ ở đè, nó chích 7 cái. Trời ơi, bảy hết luôn. Bảy hết luôn hả? Bảy nhầy luôn. Trời đất ơi, hẹn gì nhìn mày thảm quá, khác hồi xưa nhiều. Tay á, tả tay đi đây cho em coi, đứng ở đây mà chừng tao tìm muốn chết luôn à. Mở cửa cho con vô. Đi đi, mở cửa ra cho con vô. Trời ơi, bầu, con bình tĩnh đi con. Tôi không chích. Con làm cái gì vậy? Con lấy nhang con làm cái gì vậy? Thì chính biểu con là phải chích vô cho ổng. Trời ơi, mày chích nhang cho người đó hả? Không phải, thì chính biểu con là một ngày là phải chích 3 lần, một lần nữa là 7 cái dấu như vậy nè. Đợi tao đủ 49 ngày nó mới chụp cái dông ra. Đi. Thôi, tôi không chích đâu. Chích ra. Sao rồi? Rồi mà. Sao rồi? Trời đất ơi, có sao không? Trời ơi, tao đến 1, 2, 3 rồi, nghe không? Bởi tao nói cả em thầy chính hả, là bị như vậy đó. 2, 3. Trời ơi. Đi, đưa cái lưng ra đi. Thôi, trời ơi, cái nỗi đau này không bằng cái nỗi đau này đâu. Trời, cái gì chích tùm lum vậy? Thôi, bình tĩnh đi Bầu nha, con bình tĩnh đi. Trời đất ơi, ám ảnh luôn á. Đêm nào cũng đè chích hết à. Sao vậy? Bà nói là chích cho đi, tôi tục dông ra rồi mới có con được. Rồi chỗ nào mà có con là bà chích từ lưa chỗ lưng con nè.
Trời ơi, cái ghê quá vậy. Mày chưa hết đâu, còn đây nữa nè. Mày, mày sao có gì mày? Cái bụng nè. Bụng quá trời luôn. Ghê quá. Thôi được rồi. Con à, con chết từ cái dông trục, cái dông gì của trong người nó ra, dông gì? Thì chính nói vậy, con đâu có biết cái dông gì. Trời ơi, tại sao bây giờ thời buổi này mà con đi mê tín, con nghe lời cái ông thầy chính gì chi vậy? Tại chú không biết á, ở xóm dưới kia kìa, ông năm nếp á bị ung thư ha. Rồi cái bà mì mứt gì đó, bà bị một nhọt, tới ông là chữa hết luôn á. Ủa, không nghe. Đi ông xã đi, chợ trễ rồi. Ê, khoan. Chú là chồng của con mà, đâu phải chồng của chú đâu. Biết rồi, nhưng mà chú có nhiệm vụ là chú phải ngăn cản những cái chuyện mà nó không có hợp lý, hiểu chưa? Bà nghe ai nói? Bà nghe ai nói là ông Mười với bà Năm gì chị hết bệnh? À đúng rồi, chú ở đây mấy chục năm rồi, chú chưa bao giờ chú nghe ông Năm nếp với bà Mười mất. Thì con cũng đâu có biết, con nghe người ta đồn thôi. Trời ơi, mày rảnh quá. Nó nghe người ta đồn mà nó chích tụi bấy người luôn à. Ông xã không có được giữ nghe, ngoài đường nghe, không có được đánh vợ nghe. Tôi đánh đâu, tôi xịt cho nhan tắt coi cái bộ đánh rồi nào. Thôi đâu có nói nhiều nữa, tới giờ chết rồi. Trời ơi, cứu con. Ê, ở đây rồi. Chú bỏ đi. Được rồi, đứng lại. Để tao tính vụ này cho. สำส้มไพรทุ่มสำไพรทุ่มทาสำไพรสำทาทุ่มทำไพรทุ่มทุ่มทุ่มบะทุยทำdạ chào thầy chó. Ê, dạ chó thánh sĩ là cái gì? Là chí thánh sống. Ủa mày nói lái kiểu gì? Dạ kiểu của tôi. Nó nghe nè. Dạ ngồi gần đi. Dạ rồi, mở miệng ra. Dạ, chết vô vô duyên. Thầy bà đã kêu tên cho đăng quang chí thánh sống. Dạ yeah. Dạ chào chí thánh sống. Dạ đây là cháu của tôi. Em ra lấy cái lư hương giùm thầy, nhanh lên, quan trọng lắm, nhanh lên. Nhớ không phải thì còn đi dưới đây nè. Ngồi xuống nhanh lên, nhanh. Đang ngồi lên đâu đây nè, ngồi lên đâu tôi nè. Ông xã ngồi tôi đang mà. Rồi, để đi xuống nào. Để cắm nhang thôi chứ gì hết. Rồi, cảm ơn, đi về đi. Trời đất ơi, ông này cũng rảnh quá ha. Kể đây con. À, nữ. Dạ. Who are they? Ông nói gì vậy con? Dạ, là ông này là chú con. Chú? Dạ. Đây là? À, ông xã con. Chồng. Dạ. Chú chồng. Dạ. Chồng chủ. Ok. Anh cho tôi biết anh là ai. À dạ. Thưa, đây là cháu của tôi. Ừ. Nó lúc trước nó rất là khỏe mạnh. Ừ. Nó làm giám đốc một cái công ty công rất là lớn. Tự nhiên sau này tự nhiên nó đâm mê sản. Nó không còn nói năng bình thường nữa. Là bữa nay tôi dẫn tới đây nhờ thầy chữa giùm nó giùm. Là nhìn vào mặt của Nam này đây, thầy thấy vong á, dữ mà bứ, theo nó theo mà nó ngồi lên đầu hỏi luôn. Trời đất ơi, cái giống mà chơi mất dạy vậy, cái đầu thờ cha thờ mẹ mà ngồi lên đầu tụt tóc. Không phải đâu, cái giống của lúc trước khi chết đó là thờ cắt tóc, nó buồn buồn
nó lấy tông đưa nó đẩy cái hôi luôn. Trời ơi, người ta hở cái tóc tao chết rồi đốt theo cái tông đơn chi. Nên tôi biết được luôn cái dòng đó ở bên mi. Dạ. Ở bên mi. Dạ mi nào ạ? À, bên nhỏ này hiểu nè. Dạ. Dạ dạ dạ. America. America. Dạ dạ. Là Mỹ luôn nó mày khỏi dịch. Dạ. America. Tại sao biết cái dòng ở bên Mỹ biết không? Dạ sao vậy thầy? Tại sao? Cái dòng mập đúng không? Dòng bự đúng không? Thì phải ở bên Mỹ. Là bởi vì ở bên đó mới có bơ, sữa ăn là mập và hay quá. Hay quá trời. Hay quá. Dạ. Đến đây gặp thầy là đúng rồi. Dạ. Thầy sẽ trị. Ngày xưa người ta bị cục ghẻ, gặp thầy hết ghẻ. Wow. Thấy chưa, con nói người ta bị một cốc. Dạ. Gặp thầy hết một cốc. Wow. Đó, bị ung thư ạ, ung thư ạ, ung thư. Gặp thầy à? Dạ sao? Chết luôn. Cái gì kỳ vậy? Thầy nói lộn rồi. Không có sống chứ không chết. Nó chết là vì nó gặp thầy trễ quá. À, chứ dạ. Gặp thầy sớm là hết luôn rồi. Hay quá. Hết cứu luôn à. Không, không. Ung à, cái ung. Phải gặp sớm thì thầy trị. Thầy đẩy cái cục ung ra. Nó giống như cái cục mũ á. Cái cục bua u ra hết luôn. Hết rồi, hai mặt hết hết luôn. Ừ. Em nói đúng mà, ông nói đúng mà. Thầy thầy nghe 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 cháu đây nói là thầy là có người ở trên giữa phải không thầy? Thầy là tu ở trên. Ồ. Ở trên núi à? Ngày xưa mưa xuống á, núi ngập. Dạ. Mưa nhiều quá, cái trời đất tích tụ vào thầy. Cái đầu thầy không bình thường. Dạ. Thầy không phải là con người. Thầy là cái con gì. Thầy không biết có con gì. Vậy hồi nãy coi chừng con chó là đúng rồi đó. Anh đừng nói tầm bậy. Sao? Đừng nói bậy thầy, thầy đừng có giận. Cái dòng nó ngoài cắt tóc ra, nó còn dữ à, nói bậy à, nó giật cho chết à. Không. Ủa dạ. Sao con nói là sao mày nói là thầy này ở dưới té xuống sông mà. Ai biết chợ con nói kìa. Té sông đó, vợ ông nói ông té núi. Té núi. Ủa sao vợ ông nói té sông? Sông núi gì nó cũng nằm ở cái phần cảnh, phong cảnh hết. Bỏ qua đi. Thôi bỏ qua chỗ đó đi. Bỏ qua đi. Dạ thầy có thể chữa giùm cháu tôi được không thầy? Rồi qua đây thầy bắt mạch nè. Ông xã ngồi đi ông xã. Ngồi nhẹ thôi. Cái chuông của ai đó? Cà đem kem chuối nó giờ nó bỏ quên thôi. Giận chưa? Biết rồi. Quỳ làm gì? Ngồi xuống ngồi con xuống. Thầy chưa ngồi mà. Tôi thấy ổng quỳ tôi quỳ luôn chứ. Để bắt mạch nè. Chuẩn bị. Mày đưa tay ra làm gì? Bắt mạch. Mạch đâu trong tay? Ủa chứ đâu để, thầy? Lỗ tai. Lạ quá ha. Thì thầy chữa khác người ta. Dạ. Chết. Chết. Cái gì thầy? Chết rồi. Ủa sao thầy? Sao thầy? Chết mày rồi. Sao vậy? Sao chết vậy? Cực rái không. Cái gì vậy? Ở giờ qua cực rái không. Ơi làm hết hồn rồi nãy giờ. Sao mày ở giờ vậy? Tao nói đi tấn kỳ lỗ tai không chịu. Nó bóc vô rồi, dơ tay từ lần. Khoan bây giờ khám bệnh hay là bây giờ mình làm vệ sinh thân thể? Thầy có thể nói về căn bệnh của nó là sao không thầy? Bình dạ trước tiên nè, thầy nói là đúng bệnh rồi nè. Bị da liễu đúng không? Dạ không phải, nó nói năng có da liễu. Dạ sao thầy biết vậy? Thế nào trong người cũng có một cái bệnh gì về da liễu. Mày có bị là... không? Có không? Nói thiệt đi. Có. Thì chưa, thầy biết ngay mà. Có nào? Ở chỗ nào? Ngứa đây. Ngứa là tại em trắng dương nha. Đúng chưa? Ngứa đúng chưa? Đúng rồi. Là da liễu đó. Ngứa là da liễu. Dạ da liễu đó. Sao bà chích cái gì vô người tôi để tôi bị da liễu vậy? Anh chích ngang thôi. Trời ơi chích ngang. Bây giờ đúng rồi. Người này nặng lắm rồi. Mày thầy, có cách nào chị không thầy? Có. Thầy có một trợ lý. Trợ lý? Người trợ lý này rất là giỏi. Dạ. Nó có một cặp môi vàng. Cái môi của nó hung vô chỗ nào hết bệnh chỗ đó. Wow.
Ồ. Hay vậy hả thầy? Bây giờ để thầy kêu nó ra. Dạ dạ dạ. Thấy không, con nói mà thầy giỏi lắm luôn. Ung đô bà thầy. Rắm tư tí bà lạc sau bà lý quen. Các bà rác sau bà lạc 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 sau bà Thầy gì vậy thầy? Nó hát bài mừng tuổi mẹ. Mừng tuổi mẹ hả? Sao nghe thấy ghê vậy? Có hiểu lắm. Ngày xưa mẹ nó qua đời, nó buồn, cắt tóc nên để vầng trán cao như vậy luôn để nhớ mẹ. Nhìn thật là thông minh. Một đứa con gái thiệt là thông minh, tráng cao, đẹp, mặt như lương bích hữu. Cái gì? Mặt này như lương bích hữu? Mày không nhìn ra sao? Mặt nhỏ này giống như là lương mà bị thiếu ngủ. Trời ơi, em nói anh im đi mà. Cái ban bố thần thánh là mày chết là con bờ này. Nói cho họ nghe, con có khả năng gì đi? Số quá trời trời trời, hình dung. Cái gì? Tao nghe cũng chưa rõ luôn. Nói lại mày. Phi Nhung. Là cái gì vậy? Nó muốn hát một bài của Phi Nhung. Cái gì? Cái gì? Chữ bệnh nó sẽ hát gì vậy? Đây là cái văn, phần văn nghệ Gia Lao đi, để cho mọi người tâm trí thoải mái đi. À, dạ 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 dạ. Thoải mái đi. Dạ dạ dạ. Hát hát một bài của Phi Nhung đi. Bài 50 về tụi em đi lấy chồng. Dạ. Hát đi cái tâm trạng để cho vợ chồng người ta nhớ lại cái thời người ta yêu nhau. Dạ. À. Dạ. Mày chửi tao hả mày? Cái gì vậy? Sao mày nhai cái gì cho mày chửi qua? Con kia hát mà sao vợ tôi nắm tôi chặt quá, làm như vợ tôi giận cái gì á? Không có, em nói anh ngồi im đi, trời em sợ anh đánh nó. Con nhỏ này sao nó hát như Phi Nhung mà mày làm gì? Con đâu có biết đâu. Hát giống không? Nghe giống không? Không. Giống Phi Nhung thôi chứ. Con không có biết. Trong này hát gì giống như Quỳnh. Thôi được rồi. À. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi. À. Chó. Không, mày nói luôn đi. Không bỏ tôi mỗi lần mày nói tôi nhức đầu quá. Nó nhỏ này hồi xưa là thầy nuôi về. À. Nó có một khả năng đặc biệt. Dạ. Là bởi vì trên núi á, nó đi lên núi, nó leo lên núi. Dạ. Nó leo. Ui, thấy dây leo. 50 dây leo. Sao? Đứt cái dây leo. Tê luôn. Nó lăn từ đỉnh núi xuống. Bây giờ nên nó có khả năng đặc biệt. À. Một khả năng không phải ai cũng có. Rất đặc biệt. Sao thầy? Đó là khùng. Trời ơi. Cuối cùng là bà này là bà điên đó hả? Nó khùng. Nhưng vì nó khùng nên nó ra một cái khả năng đặc biệt. Là đôi môi đặc biệt của nó. Nhìn đi. Đó là đôi môi chữa bệnh đó. Wow. Giới thiệu cho mọi người biết con là ai đi, mọi người sợ con đi. Dạ. Sợ cái này bị tai. Cái gì vậy thầy? Cái gì vậy? Tao đố ai hiểu đó. Ai hiểu dịch được tao tặng một cục vàng. Nó nói là tại vì tại hung nó hoài. Trời ơi, Quỳnh Trinh tự luôn á hả? Ừ. Bà cũng hay quá, chắc bà cũng té núi chung với bà này hả? Đâu đâu. Nó cổ nó lại lại đi. Cô tên gì? Khó. Biết rồi. Gì? Tên Thị Nợ. Chúc một mặt. Đúng không? Trời ơi. Ông nói vậy đúng hả? Ôi sao tự nhiên nó nghe được con nhỏ này nói cái gì hay vậy? Sao không biết được hay vậy? Tại vì nhìn cái miệng gọi đó. Nợ. Không chừng hồi xưa ở chung núi á. Cô nghe từ tiếng này rồi. Very good, very good. Có khi nào là hai người là hai người anh em cùng môi khác mẹ không? Ờ. Cô giỡn nha. Anh nói anh đừng có nói. Đúng, chữa bệnh đi. Bây giờ tập trung vô chữa bệnh đi nè. Khả năng của em á rất là giỏi. Hung như chỗ nào là hết bệnh chỗ đó. Hả? Hồi xưa có người khách có ghẻ ngay tay. Hung như cục ghẻ. Hết cục ghẻ luôn. Mất luôn.
Một mình ông thôi đó. Hỏi nó đi, chỉ cho. Có đúng không vậy cô? Dạ đúng. Khi mà vô chuyên môn em phải nói tiếng người để người ta hiểu. À, biết nói tiếng người, biết chứ. Đây, nãy giờ địa ông anh nãy giờ rồi. À sao? Ông anh tướng tá rất là phớp pháp. Và tuy ông anh khỏe mạnh như vậy nhưng thật ra ông anh bệnh rất nặng. Để bệnh gì? Một cái bệnh này không ai biết được. Phải có người chuyên môn, tài giỏi như tôi mới biết được bệnh của ông anh. Dạ, bệnh của ông anh đó là bị bệnh phù thủng đúng không? Nhìn cái tướng mập mạp như phệ vậy là biết phù thủng rồi. Yên tâm đi, vô cái môi của tôi hung chỗ nào là hết bệnh chỗ đó. Bây giờ bị phù thủng, tôi hung một cái là hết phù thủng liền. Thủng chỗ nào? Đưa lại cho nó hung đi. Ê, cá ba sa. Dạ. Mày bớt đi. Mày là cá ba sa cho mày cá chủ kiến, ok. Dạ. Tôi đã hung xong rồi. 3 ngày sau ông anh sẽ hết phụ thủng. Yên tâm đi, chúc mừng ông anh đã hết bệnh rồi. Dạ, 3 ngày sau ông sẽ xẹp lại body đẹp như tôi luôn. Wow. Dạ. Chú ơi, chú còn cái một người không đi. Hả? Cái một người đó là nó di căn rồi, không hung được đâu. Ê, ai? Qua đây tới bàn này. Anh này bệnh nặng nè. Tôi bệnh cũng nặng lắm á. Cô ơi, chị giùm tôi đi. Yên tâm đi. Cái môi tôi đụng ở đâu là hết bệnh chỗ đó. Ông anh bị bệnh gì tôi sẽ hung chỗ đó thì sẽ hết bệnh liền. Tôi bị vô sinh. Vô sinh? Thầy thấy là hình như mày không phải bị vô sinh mà mày bị vô duyên. Bây giờ chuẩn bị theo thầy làm lễ vô sinh chỉ có thầy mới trị được thôi. Cái đó là ca nặng rồi. Thầy đừng nói thầy hung nha. Mày điên à? Hung mày té không của nội tao à? Bây giờ ngồi xuống đi, thầy làm phép nhanh lên. Ngồi ở đâu chỉ đàng hoàng đi. Ngồi đây. Khói không à? Trời ơi, ụp mặt vô cái lon khói đi. Cái gì? Đúng rồi, xong hơi đi. Hey, nhỏ kia đứng làm gì lấy cái kiếm cho thầy đi. Đừng làm gì đấy, cái chuông của thầy đây. À, rồi. Còn nhỏ cái đường ngồi là không làm gì đặt cọc tiền rồi đấy. Dạ, 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 dạ. Trời ơi. Dạ, dạ. Qua. Nặng quá. Ủa, thầy. Sao nghe nó thầy chữa bệnh không lấy tiền mà. Đâu có lấy tiền. Đây là không lấy tiền. Tiền sâu này là tiền sâu để cho ở bề trên. Để chứng giam. Tiền lấy. Bỏ nè. Bỏ đây nè. Bỏ nè. Bỏ đây. Bỏ gì đó nè. Ok. Hey. Phái võ đàn này nó chuyên từ ma diệt quỷ. Ngươi là yêu quái vương nào? Thầy ơi, chồng con bị nhập rồi. Thầy ơi, chồng con bị nhập rồi. Cái giống bị nhập vô rồi. Tao chưa làm phép nãy giờ tao mới múa cho con không khí thôi mà. Tao đâu có làm gì đâu. Đâu có làm gì đâu, phái võ đàn. Không khí tao không cần biết, tao chỉ biết là có người triệu tao xuống đây để trục con quỷ đây. Thầy chết rồi, thầy ơi. Thầy ơi, đừng có đánh. Đừng có đánh mày! Mày điên hả? Hả? Tao kêu nó được ăn đâu? Đừng có đánh mày! Đừng! Cái gì vậy? Đừng! Ông phá võ đàn ơi! Nè! Tụi mày quýnh thầy! Tao mét công an phường à! Nha! Ngồi xuống đi! Tôi đi kiếm chuyện thầy phải không? Ngồi xuống đi! Trời ơi! Đưa kiếm đi! Con người mà kêu tôi mặt vô đây! Hít khói này kiểu gì nói! Bây giờ mày muốn gì? Muốn gì? Ông là cái ông này xạo, ông này tàu lao. Ông kêu công an xuống đây, kêu xuống đây. Đi ra, làm gì, làm gì? Hôn cho bớt giận không? Cái gì vậy? À, cũng gì nữa? Khóa đi. Ra là, tụi bay xạo, tụi bay không có ai nhập hết. Tụi bay vô đây, phàm. Tụi bay vô đây mà kiếm chuyện với thầy phải không? Ông lợi dụng người ta mê tín dị đoan, ông làm bộ ông trị bệnh, ông lấy tiền. Tao lấy tiền mày hồi nào? Ê, bằng chứng đâu? Tao lấy tiền mày hồi nào? Bằng chứng hả? Bằng chứng có đầy đủ ở đây. Đúng rồi, là gì có bằng chứng chứ.
Xin lỗi, hồi nãy đưa cho em, tôi cất ở đây rồi, này làm gì có bằng chứng. Mấy lần trước tôi gửi cho thầy đó, tôi có chuyển khoản đàng hoàng, tôi còn cái gì, còn cái gì? Ủa mày, mày hại thầy, mày gửi gì mà không được? Ờ đúng rồi, bằng chứng đâu? Tôi còn bằng chứng mà. Bằng chứng gì? Tên của ai? Nè, cái con nhỏ nhìn hao hao giống Phi Nhung kia. Nói phi lý đó, phi lý đó. Phi lý, mày là Phi Lý Hùng, Phi Lý Nhã Kỳ. Nói cho mày nghe, mày cứ gửi cái gì cũng được mà mày hại thầy ai biết được. Đúng rồi, không có con gửi đàng hoàng, con gửi 10 lần như vậy một lần là 2 triệu. Ai làm cha làm mẹ của bà, mặc bây giờ chết, ai làm cha làm mẹ của bà xin con. Thấy chưa, bà thấy chưa, bây giờ bà sáng mắt ra chưa, chừng bây giờ người ta trở mặt với bà rồi kìa. Bà đủ cha đủ cha gì đủ cha đủ cha đủ cha đủ cha đủ cha trả đồ dép đây coi, trả đồ dép đây. Tao lấy đồ mày làm gì? Bà đủ cha cho thầy thì tham dễ sợ, có đồ dép nào cũng chơi nữa, đưa đồ dép đây. Ông lấy dép, tôi lấy dép ông. Bây giờ nè, có bằng chứng thì nói chuyện với nhau tiếp. Để không có bằng chứng, tao kêu công an còng đầu hai tụi bay. Đúng rồi, xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Đúng rồi, được. Anh hiếp thầy vợ tôi hả? Nếu mà hai người có bằng chứng, tôi sẽ có đầy đủ tất cả những hành động, những lời nói của hai người nãy, tôi đều thu vô máy camera. Vậy camera đâu? Camera đâu? Đây đâu? Nằm trong cái viết này. Cái gì? Cái viết là camera. Cái viết này camera, làm gì phim Mỹ vậy? Đó là tôi mua ở nước ngoài của 007 bán cho tôi đó. Này camera kể đi. Mày tưởng mày khôn hơn thầy hả? Trời ơi, mày tưởng mày thông minh hơn thầy hả? Cái này xối trẻ cái này mày. Trời ơi, con cỡ nào. Sợ quá, mất mất bằng chứng rồi. Bây giờ sao vậy con? Mất bằng chứng rồi, mày cười đi. Cái đó chỉ là cái camera thôi. Gì? Còn tất cả dữ liệu á, nó nằm trong cái thẻ nhớ, nằm trong này nè con. Tụi quần. Trong cái dây đinh là cái dữ liệu hả? Xin được cảm ơn những nghệ sĩ đã đem đến chúng tôi một tiết mục rất là thú vị và những tiếng cười rất là sảng khoái. Anh Đình Toàn ơi, em nghe đồn ghê lắm anh Toàn ơi. Tin đồn gì mà ghê vậy? Ghê lắm anh ơi, anh biết chị nghệ sĩ Quỳnh Hương không? Ca sĩ Quỳnh Hương? Dạ không phải, chị nghệ sĩ Quỳnh Hương hát cải lương. À biết. Ừ. Biết chị phải không? Trời ơi, em cũng biết chị rồi, em nghe tin á là chị mới đi trùng tu nhan sắc rồi đó. Lê Khánh, thật ra anh thấy vậy nè, cái việc mà nghệ sĩ hay là tất cả những người phụ nữ hoặc thậm chí đàn ông cũng vậy, nếu như họ không hài lòng cái nhan sắc của mình thì mình đi trùng tu hay mình đi thẩm mỹ, đi tút tát lại một chút thì cũng đâu có vấn đề gì đâu. À, anh thấy là bình thường đúng không? Đúng rồi. Em thấy cũng rất là bình thường, miễn là chúng ta biết cái giới hạn của cái việc làm đẹp để chúng ta luôn có được một nhan sắc thật là quyến rũ và đẹp nhất. Đúng không anh? Đừng có đi sửa tới cũng 2-3 cái mũi trên mặt là được rồi. Ôi trời ơi, mà 2-3 cái mũi thì ghê quá anh ơi. Anh ơi, chưa hết đâu, cái tin này còn ghê hơn nữa nè. Ghê hơn nữa tin gì? Dạ, anh Trung Dân mình á. Anh biết? Dạ. À, vậy là anh Trung Dân cũng đi trùng tu nhan sắc luôn hả? Không, cái mà chị Quỳnh Hương thì anh đồng ý, nhưng mà còn anh Trung Dân thì phải cẩn thận, biết sao không? Sao vậy? Anh đi tới trùng tu nhan sắc là làm khó cho bác sĩ đó. Bác sĩ dòm không biết sửa cái nào đây à. Đúng rồi, không có bác sĩ nào mà dám nhận sửa cho ảnh hết trơn á. Cái này là đồn khác. Đồn cái gì? Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ để đi sửa nhan sắc đó. Anh Trung Dân cho chị Quỳnh Hương 5 tỷ dạ. để đi sửa nhan sắc hả? Dạ. Trời ơi, tin này chấn động nè. Chờ. Làm anh, gì anh làm gì vậy? Anh gọi điện hỏi cái anh Trung Dân, không phải anh biết số anh thôi. Ôi đừng, trời ơi đừng có hỏi như vậy, người ta tổn thương đó. Bây giờ mình sẽ tự tìm hiểu bằng cách là mình sẽ xem một cái nhạc cảnh này để biết thực hư như thế nào. Chà, có một cái nhạc cảnh mà coi như mình vạch mặt được vậy đó hả? Dạ. Nhạc cảnh tên gì? Xin mời quý vị cùng đến với nhạc cảnh Hai Lúa Mê Chân Dài với sự tham gia của các nghệ sĩ Trung Dân, Quỳnh Hương, Mỹ Hạnh và Thái Quốc Nguyên. Khoan đã quý vị. Cái gì nữa anh? Trước khi đến với nhạc cảnh thì Đình Toàn vẫn thắc mắc không biết trong nhạc cảnh này ai sẽ là chân dài, nhưng riêng Đình Toàn đoán chắc chắn là anh Trung Dân. Xem đi rồi biết thưa quý vị. Má. Thôi nãy này. Để tôi kêu má tôi. Ông đó ông hứa với má tôi, ông cưới tôi về, ông yêu thương tôi trọn đời, chăm sóc cho tôi trọn đời, giờ sao bây giờ ông đòi ly dị với tôi? Thì không thích nữa thì ly dị. Bà có la làng la xóm đây cũng không ai nghe đâu. Bà nên nhớ khu này là khu tái định cư, chỉ có cái nhà mình là cái nhà cất đầu tiên.
à, mà bà mới ngộ á. Sao ngộ? Bà nói tôi là không giữ lời hứa chứ bà là một con người không giữ lời hứa luôn. Tôi làm cái gì với ông mà không giữ lời hứa? Bán đất mấy chục mẫu được bao nhiêu tiền? 15 tỷ. Tôi đưa bà 2 phần là 10 tỷ, tôi lấy có 5 tỷ à. Mà tại sao giờ bà cứ lăn cắn bà lo hoài, bà la làng la sớm hoài vậy? Bây giờ ông nói cái vụ tiền bạc phải không? Ừ. Bó âm binh, bó mã tà, bà đây coi ăn cha hai lúa cho mê chân dài cho bỏ tôi nè. Bà câm cái miệng bà lại nha, ha. Bà nói kiểu đó ha, tôi mất uy tín là biết tay tôi đó. Tôi nói rồi, tôi không có cần tiền, tôi không cần bán nhà bán đất gì hết. Em cần anh. Gì? Buông tay ra. Em cần anh à. Đừng có đụng tới thân thể tôi. Nhìn bà tôi gớm quá. Trời ơi, bà sửa cái mặt bà giống như cấp bế bị hư hả? Sửa được nổi tiếng lắm mà bà. Nổi tiếng còn khỉ khô. Nổi tiếng mà với cái mặt bà vậy hả? Trời ơi, tôi nói với bà biết, tôi chán bà lắm rồi, tôi không thể nào ở chung với bà nữa. Anh Hải, sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ? Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ? Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng những con đường quen lối đi mà nay nằm yên đó? Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa vui ban đầu? Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã chót trao? Anh ơi, nếu một mai có ai hỏi người bên đấy hỡi anh mà anh nỡ đành quên. Thôi, cái gì bà, chán nghe cái giọng hát của bà lắm rồi. Sao chán? Hồi đó ông nói mỗi lần tôi hát lên là ông say mê đắm đuối mà. Bà Tám mà còn nói tôi hát karaoke hay nhất xã mà. Nè, cái gì của mẹ Tám? Mẹ Tám thúi bà nhiều chuyện bậy bạ đó. Đi sửa sắc đẹp ha, 12 con giáp không giống con nào. À, tôi nói thiệt với bà nha, giọng ca của bà ngày xưa làm cho tôi lay động con tim. Nhưng mà bây giờ bà sửa cái sắc đẹp thì tôi không thể nào mà tôi ở chung với bà được nữa. Thấy ghê quá. Tình trạng chờ đi, tháng nữa nó xẹp xuống, nó hết sưng, nó đẹp à. Tôi không thể nào chờ. Ta chia tay nhau từ đây chấm dứt, không quen nhau cho qua mau cuộc tình. Tình này rồi mờ dần theo tháng năm thời gian. Em ơi, ngày xưa anh đã nói nếu ta chia tay nhau chẳng vấn vương, chẳng buồn, lệ sẽ không ướt mi. Anh ơi, lòng em đang chơi vơi, tí thường duyên bấy lâu. Làm sao em quên anh, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu, lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chớ liên tiếc dân dường. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi em phải quên anh sao, hình bóng thân ai không nhạt nhòa. Làm sao, làm sao em lãng quên. Đi à. Biết. Gì vậy? Biết khỏi nhà tôi liền. Gì vậy? Tôi không muốn lấy cái mặt ông lần nữa. Biết khỏi nhà tôi liền. Đứng lại. Cái gì? Tắt quái, tắt quái, gà mái tới đá gà cồ hả? Rồi sao? Ẩm 10 tỷ tôi lấy có 5 tỷ mà bây giờ bà cà chớn hả? Bà đang nỉ tôi được, bà nói cáo lên hả? Bây giờ tôi nói ông bước ra khỏi nhà tôi lấy dách dao tôi chém. Ôi cần tôi. Nghe tôi tuyên bố nè, tôi chia tay bà với 2 lý do. Thứ nhất, bà già. Thứ nhì, bà không phải là nét đẹp thiên nhiên. Tôi cần một người phụ nữ trẻ mà có nét đẹp thiên nhiên. Vợ tương lai của tôi là như vậy. Tôi sẽ đi ra khỏi nhà này, không bao giờ quay lại. Dừng đi. Đi nè. Ta đi nè. Anh kỳ ghê. Anh sao anh không cạo râu đi, nhìn già quá. Trời ơi. Nghĩ sao vậy?
cái này là râu, này là điểm mạnh của anh ta, cạo xong rồi nó yếu rồi sao? Thôi anh là anh yêu của em sao cũng chịu hết. Dạ mình ăn trái cây nha. Ăn nho. Em bứt một trái cho anh nè. Ngon không? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Bứt thêm lá cho em ăn à. Ngon quá. Chết cha, làm nhà rồi. Đứng lại. Làm đâu làm. Đúng rồi. À! Ê! Anh! Ê! Khoan! Anh nói cái gì vậy? Vậy là sao? Sao là sao? Là vậy đó. Ý tôi nói vậy là sao? Là như vậy đó, còn sao nữa? Bồ em! Người yêu tôi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, tôi không ngờ. Tại sao cô làm như vậy? Trời ơi, tại sao gì nữa? Ông nhìn lại ông đi. Ủa, ỷ có tiền á, đưa cho tôi mua nhà là tôi yêu ông hả? Nằm mơ. Trời ơi, cháu già mà đặt gặm cỏ non. Thôi mày câm miệng lại đây mày. Vậy, ha, vậy. Giữa tao với mày chưa biết ai già, mày mới già hơn tao đó. Trời ơi, ông nghĩ sao nhìn mặt tôi mà ông kêu tôi già hơn ông hả? Thôi anh, mình không có cãi với ông này. Ông ở nhà, biến khỏi đây ông ngoại. Hả? Nó kêu tôi là ông ngoại. Em ơi, lòng anh đang chơi với tiếc thương duyên bấy lâu. Làm sao anh quên em, kỷ niệm xưa hai ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau. Xin một lần nhìn nhau trong phút giây, một lần thôi nói tiếng yêu. Lần cuối chớ nên âm thầm lặng quay. Ta chia tay nhau còn chi nữa, giờ cuối chưa liên tiếp vẫn vương. Quên đi duyên xưa, từ ly ta trao nhau lời cuối. Người hỡi anh phải quên em sao? Hình bóng thân ái không nhạt nhòa. Làm sao anh lãng quên? Không đi luôn đi, về để làm gì nữa? Tôi sai rồi. Tôi về tôi tính nhìn mặt bà với mấy đứa nhỏ. Tôi nói mấy câu rồi tôi đi. Ông đi xa đi gần gì kệ ông, đâu có liên hệ gì với tôi. Tôi biết thế nào bà cũng sẽ nói như vậy mà. Tôi xin lỗi. Tôi đi. Mất dạy. Mày là cái thằng khốn nạn. Mày vô mày rinh cái dĩa mứt gừng của tao. Cái gì vậy? Hiếu làm rồi, Hiếu làm rồi. Thôi mày. Thôi là mày. Trời ơi. Thôi. Trời ơi. Thôi thôi thôi. Ông còn đừng có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Nó là thằng Hùng, là cháu xa của tôi đó. Cháu xa hả? Bà Bình đó. Nó là tụi ông của ông đó. Thôi con khỉ khô. Nó rinh cái dĩa mứt gừng của tôi. Bây giờ nó tính rinh luôn cái dĩa khô mực này hả? Trời ơi. Tôi hỏi ông bây giờ. Gì vậy? Đâu có hồ đồ. Hồ đồ cái gì? Tôi biết thế nào ông cũng có ngày này à. Bởi vậy tôi mới nhờ cháu Hùng đây nè. Nó nhờ cái mã đẹp trai của nó, nó tạo ra một màn kịch để ông biết rõ cái mặt của cô gái đó. Dạ đúng rồi, Dượng hiểu lầm con rồi. Ôi gì hay, giờ nhiệm vụ con xong rồi. Giờ cho con xin phép con lên Sài Gòn nha. Không thôi chỉ xe con à. Dạ cảm ơn con nhiều nha. Dạ con đi gì hay. Con đi Dượng. Đứng lại. Gì nữa? Bà xe ra. Dì hai hai. Cứu con. Cứu cái gì? Con. Cảm ơn. Hết hồn. Dạ. Không có gì Dượng. Con dạ. Chỉ muốn là hả, cho dì Dượng hạnh phúc với nhau là con vui rồi. Dạ. Nhờ mày mà tao mới biết được như thế nào là lễ độ. Dạ. Yêu mấy đứa con gái nhỏ tuổi hơn mình.
Cảm ơn. Dạ. Thôi giờ dì Dượng vậy là con vui rồi. Thôi con xin phép Dượng với xin phép dì con đi nha. Đi mạnh giỏi nha con. Dạ con đi. Dượng con đi. Dạ lỗi nha. Dạ không có gì. Đó, ông sáng mắt ông ra chưa? Bây giờ cái nhà này vẫn là nhà của ông, con cái vẫn là con của ông. Ông vô nhà đi. Cô tôi đi. Đừng lại, bà đi đâu? Tôi vô chùa, tôi tu. Tôi xin lỗi bà, tôi sai rồi mà. Nhưng không ngờ định mệnh chia rẽ cho nhau. Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Còn anh chơi với ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vời. Chuyện dĩ gian buồn lưu luyến chưa hề ngồi. Rồi sau cơn mưa giông tố sẽ vượt qua, trời đẹp và xanh bao la soi khắp lối đường anh về. Chim én mang mùa xuân xóa mờ niềm đau năm cũ. Anh sẽ về bên em ta ấm lại tình cố nhân. Ta nối lại tình xưa sống tròn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao ta thấy đời còn có nhau. Anh Đình Toàn ơi, em buồn quá anh Đình Toàn ơi. Sao vậy? Chương trình Danh Hài Đất Việt vui muốn chết mà suốt ngày em buồn hoài vậy? Dạ, chương trình thì vui nhưng mà bản thân em thì gặp chuyện buồn. Tại sao? Anh biết không, cái TV 19 inch của em hồi xưa, dạ, khi mà nhà em không có tiền á thì ba mẹ em thấy em tội nghiệp quá, tại vì cả xóm em á chỉ có một cái tivi duy nhất thôi à. Mỗi lần muốn coi chương trình gì là phải chạy ra đầu xóm để coi, mà người ta nhiều khi người ta đóng cửa không cho coi nữa. Cái thế là ba mẹ mới ráng cài để có tiền mua cái tivi 19 inch hồi đó rất là mắc tiền, cả một gia tài luôn đó anh Toàn. Mà bây giờ xài có mấy chục năm mà bây giờ nó đã hư rồi, nó không có bền. Trời ơi, bây giờ mà gia đình em còn giữ được cái tivi 19 inch á. 19 inch. Inch. 19 inch. Đã, đúng rồi, đã, vậy thì nó là mới đẳng giờ, cấp. Là bây giờ là nhà em coi như cũng thuộc dạng là sưu tập đồ cổ rồi đó. Quý trời lắm. Trời ơi, bây giờ là nên cho nó vô viện bảo tàng, đúng rồi. Thôi, em quý lắm. Tại vì hả, nó là cái ký ức của em, là kỷ niệm tuổi thơ của em, làm sao mà em bỏ được chứ. Thật ra anh Toàn hiểu. Và thưa quý vị, chúng ta cũng hiểu là có rất nhiều thứ nó trở thành một cái kỷ niệm và luôn luôn chúng ta muốn giữ bên mình. Cái TV 19 inch mà Lê Khánh nói làm Toàn cũng nhớ tới ngày nhỏ, đúng không? Tức là mình thấy cả sớm ai mà có được cái tivi nha, trời ơi lúc đó là mình ngưỡng mộ lắm, rất là giàu có. Mình thèm thuồng chờ đến 7 giờ coi những bông hoa nhỏ nè, đó rồi tối thứ năm coi phim nè, tối thứ sáu coi ca nhạc, tối thứ bảy coi cải lương nè, mà đứng ngưỡng mộ từ xa mà thấy người ta giàu mà phát ham luôn vậy đó. Ồ anh ơi, bộ giàu á là có thể quyết định được tất cả mọi chuyện hả anh? Bộ giàu là phải có nhiều tiền hả anh? Có nhiều tiền thì đôi khi làm chúng ta dễ dàng hơn trong một số công việc, nhưng thật ra cái quan trọng là chúng ta cần phải cho mình một cuộc sống vui vẻ, một cuộc sống cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, thì đó mới là người giàu. Như vậy giờ sao mới vui được hả anh? À, để cho Lê Khánh cũng như quý vị xem là Đình Toàn nói có đúng hay không, và việc có tiền nhiều có phải là những người giàu hay không. Mời quý vị cùng hỏi anh Trung Dân đi rồi sẽ biết. Danh Hài Đất Việt xin kính chào toàn thể quý vị và bà con xem chương trình. Kính thưa bà con, chương trình Danh Hài Đất Việt cũng có 4 đạo diễn dàn dựng, gồm có là anh Quốc Thảo nè, anh Minh Nhí nè, anh Hữu Quốc nè. Người cuối cùng bà con biết ai không? Tôi đó. Tôi dàn dựng nhiều tiểu phẩm trong đó, nhưng mà cái tiểu phẩm mà quý vị sẽ xem dưới một cái câu chuyện hết sức là dân dã, dân gian, cũng có kịch tính. Trang phục thì tôi có tham gia trong đó với vai trò là diễn viên nữa. Trang phục tôi đang mặc là trang phục Ấn Độ do chính tay tôi tự chế biến mà mặc. Thưa quý vị, câu chuyện đó như thế nào và tôi khung như thế nào với cái vai mà tôi mặc đồ như thế này, đó là một điều bí mật. Hãy theo dõi câu chuyện mới của chương trình Danh Hài Đất Việt với tôi đây, người giàu nhất làng. Quý vị khám phá ra nhiều điều thú vị.
đón xem danh hài đất Việt. Trời đất ơi, nó đập chết mày nha mày. Sủa sủa hoài, nhà nghèo mà đặt con chống. Ôi sao ai vậy? Ai? Kệ. Trời ơi. Ủa, chào ông phú hộ mới tới chơi. Thấy rồi còn hỏi nữa. Thì tôi thấy ông tôi mới hỏi, không thấy ông tôi hỏi cho có đóng rơm sao? Bệnh ha? Là bệnh quá ông ơi. Bệnh là sao nhìn mặt mập dữ vậy? Bị thủng mà. Thủng hả? Dạ. Chà, ăn cơm với cái gì đó? Mấy cái món này là ngon nhất của tôi rồi đó. Dạ. Dạ. Coi coi. Sao tôi thấy con cá này nó kỳ kỳ vậy ta? Sao kỳ? Để coi. Ông coi đi. Ủa? Sao nó ngộ ngộ vậy? Cá rô cây đó. Cái gì? Cá mà làm bằng cây à? Cây sao ăn? Ông ơi, nghèo khổ như tôi mà làm gì mà có cá ăn. Tôi nhìn rồi tôi tưởng tượng rồi đó, rồi ra chấm nó cái con bút rồi cái bát cơm nhiêu già vô nó bụng thôi à. Ơi, tôi nghe nó ông bệnh. Dạ. Tôi qua tôi thăm. Cảm ơn. Tại vì dầu gì đi nữa đó, ông cũng là ân nhân cứu mạng tôi 2 lần. Dạ. Một lần thì bị rắn cắn. Dạ. Còn một lần nữa là bị chó cắn. Tôi nói thiệt, tôi thương ông lắm. Dạ. Tôi thấy ông bệnh vậy tôi lo. Tôi sợ ông có mệnh hệ gì á thì không biết ai trả nợ cho tôi. Ông phù hộ. Sao? Coi tôi bệnh hoạn vậy đó, nhưng mà tôi không có chết đâu, tôi sống dài lắm. Mà ông còn nhớ được cái chuyện đó thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Nói thiệt với ông nghe, tôi đó nằm chiêm bao là linh nghiệm lắm ông ơi. Ông thấy rõ ràng không? Lần đầu tiên á, tôi nằm chiêm bao, tôi thấy là rắn cắn ông. Thì y 2 ngày sau, ông bị rắn cắn. Chính tôi là người tới cứu ông mà. Đúng, đó. Đúng. Rồi lần thứ hai, tôi cũng lại nằm chiêm bao, tôi thấy chó nó cắn ông. Thì y như rằng đúng 2 ngày sau, ông cắn con chó. Cái gì? Không, tôi nói lộn, là con chó nó cắn ông. À. Rồi cũng chính tôi là người cứu ông. Hay nhưng mà lần này tôi nằm chiêm bao nữa mà tôi lo ông. Tôi nằm chiêm bao mà tôi không thấy tôi bị chết, mà lại một người khác chết. Ai? Ông nằm mơ thấy ai chết vậy? Tôi nằm trên bao tôi thấy cái... Bao nhiêu ngày nữa rồi nó chết? Ông nói đi! Nó chết! Ông từ từ, tôi đang bệnh mà! Xin lỗi! Ông để tôi nhớ coi! Tôi nhớ rồi! Không quá 3 ngày! Cái gì? 3 ngày nữa? 3 ngày! Thì làm sao mình đủ thì giờ để giết Di Chúc cho con? Còn giải quyết những giấy nợ của con nợ thiếu mình. Không được. Không lẽ 3 ngày nữa mình chết thì tất cả tài sản tôi gom góp được bao nhiêu năm nay mất hết hay sao? Không được. Không được. Đúng là đồ tham lam, có chết thì cũng có mang của cải theo được hay không? Tôi đã gạt ông rồi mà. Ông ơi, cái gì vậy? Báo cho ông biết một tin. Tin gì? Ông Tá Điền ông chết rồi. Mới chết hồi nãy nè.
Chết rồi à? Dạ. Ông nói là tất cả những tiền bạc mà tao thiếu thú ông đó coi như xu. Cái gì? Xu hả? Không cả. Còn ông còn nói nếu mà muốn đòi phải không? Kêu phú ông xuống dưới mà đòi. Im mày. Tôi gỡ không à? Đi ra mãi còn pháp sư tới chưa? Dạ. Tới rồi. Hết hồn. Chào chủ nhân. Dạ. Xin lỗi pháp sư từ đâu tới vậy? Tôi ở một cái vùng xa xôi, tuyết phủ quanh năm và rất nhiều dê núi. Vậy là vùng nào? Hy Mã Lạp Sơn. Wow. Ôi xa vậy mà vẫn tới đây à? Ngồi trên đỉnh núi, tôi nhìn thấy mặt trăng màu đỏ ứng với một cái điềm. Ở cái vùng này có một người sắp qua đời. Nói ông tá điền quá. Người đó rất giàu có. Vậy là không phải rồi. Tiền bạc do cướp giật của thiên hạ bóc lột cho vay nặng lãi. Nay là kiếp nạn, rất nhiều vong bù vô đây để cấu xé thân thể và hồn phách của người đó. Ai thầy ơi, vậy thì theo thầy pháp sư có cách nào mà đuổi những cái vong đó không? Có nhiều lắm. Ông lột đồ ông ra đi. Hả? Trong tôi cũng có nữa. Có. Nó ẩn trong lục phủ ngũ tạng ông, cả ngàn binh gia. Rồi đây nó sẽ ăn. Nó ăn trong vòng 3 ngày ông sẽ xí lắc léo. Xí lắc léo là cái gì? Tiếng Hy Mã Lạp Sơn có nghĩa là ngủm củ từ. Giống ông tá điền đó. Đúng vậy. Bây giờ ông tính đi. Ông muốn sống để hưởng của cải hay là ông muốn chết vì hồn tiêu phách tán? Dạ dạ. Thôi thôi, nhờ pháp sư dùng cái phép thuật nào đó để cứu tôi được không? Tất nhiên ta có mặt ở đây là để ta cứu lấy ông. Dạ. Ra mày. Ủa bà mày ở trong người của người ta, mày bám người ta mày không biết nhục quá mày. Bà nổi cha rồi, con đá mà bây giờ. Ra mày. Tính vô chủ kính người ta mà tao bắt không được hả mày? Bỏ cái cây xuống. Bỏ cái cây xuống. Trời ơi, một bài ở trong đó. Đây, lo đi con. Trời ơi, nó ra quá trần. Cái đồ bắt nó lần. Nó ra quá trần kìa. Nó ra kìa. Nó ra kìa. Sao không? Bắt được chưa? Hả? Ông thấy trong người ông còn bớt nặng không? Dạ. Bây giờ thì đỡ lo cho bà người sao nó nhức quá. Nhức? Biết tại sao nhức không? Dạ sao vậy? Vì tôi quấn ông á. Trời ơi. Quấn nặng tay gì pháp sư? Đưa ông lên dán, lên ghế ngồi. Dạ dạ dạ. Ai? Ai? Ráng đi ông, ráng đi ông. Biểu mày. Dạ. Cam. Xong chưa? Bỏ vô cái ly này. Trời đất ơi, hết linh bà rồi. Để nó rớt cái đất được có sao. Đem lại đặng cho ông uống. Bảo đảm sẽ hết. Cái gì vậy? Bùa. Đắng quá vậy. Ông yên tâm đi, rồi đây ông sẽ khỏe mạnh. Tôi hứa với ông, kể từ ngày hôm nay khi tôi có mặt trong ngôi gia này rồi, không có một vong hồn nào mà dám tới đây quấy phá ông nữa. Dạ. Dạ cảm ơn. Cảm ơn pháp sư. Coi như tôi trị ông đã xong. Dạ. Kiếu. Dạ. Xin chào. Dạ. Đứng dậy thì đứng dậy. Xin chào pháp sư. Không phải. Không phải đứng dậy, có nghĩa là chưa có lấy tiền á. Xin lỗi. À, bao nhiêu vậy pháp sư? Tùy hỷ, muốn cho nhiêu cho. Dạ. Yeah. Đây pháp sư, cầm đỡ đi ha. Trời đất ơi, cái gì mà khó khăn quá vậy? Thôi đưa hết cho rồi lấy ra làm chi không biết nữa. Rồi giữ đi. Ờ, giữ đi. Rồi, cứu nha. Dạ. Yeah. Nhớ, ăn ở có nhân có đức thì của cải tài sản sẽ ở lại suốt đời với mình.
Ăn ở không nhân không đức, chết bất đắc kỳ tử. Dạ, dạ, dạ tôi biết rồi. Chào ông. Dạ, cảm ơn pháp sư. Ông, thấy trong người sao rồi ông? Hay thiệt, tao chỉ uống có một chút thôi mà bây giờ tao đã thấy khỏe trong người rồi. Vậy à, ông muốn ăn gì con nấu cho ông ăn nha. Rồi, rồi bếp làm những món món ngon cho ông. Dạ. Tao bồi bổ sức khỏe lại. Ông ơi! Cái gì? Ở cái sổ kìa. Ông ta đi. Mặt mày máu me không à? Mày làm cái gì vậy? Trốn. Ông làm gì vậy? Sao trốn? Trời ơi, không lẽ, không lẽ pháp sư mới vừa đi khỏi quan hồn dông trở lại đây hay sao? Không được, không được, làm có cách. Chẳng lẽ ba ngày nữa tao sẽ chết hay sao? Mày đi kêu lương y lại cho tao, kêu lương y lại gặp cho tao. Dạ. Trời ơi, không lẽ ba ngày nữa sao? Không được, tôi phải sống. Wow, xanh quá. Hả? Chẳng lẽ tay tôi đã chuyển sang màu xanh rồi sao? Không, chiếc nhẫn xanh quá. Hả? Có chuyện gì vậy? Mạch đập mạnh quá. Trời ơi! Hả? Hồi đó bị quay bị phải không? Má chai nó cứng ngắc chỗ này nè. Rồi. Tâm trạng đang bấn loạn, ăn không ngon ngủ không yên, đôi lúc bị buồn nôn nữa phải không? Dạ. Yeah. Mấy tháng rồi. Cái gì? Sao làm gì như hỏi phụ nữ mang thai vậy thầy? Ý tôi tâm trạng của ông như vậy mấy tháng rồi. À, chỉ mới độ vài ngày thôi. Vài ngày thôi hả? Dạ. Yeah. Như vậy cái này phải nói là ông bị tâm bệnh. Còn cơ thể của ông bình thường không có bệnh gì hết. Vậy sao? Chỉ bị tâm bệnh thôi. Có thật không? Trời ơi, không tin tôi thì đừng kêu tôi gì à. Phán. Cái tới đây làm gì? Gì vậy? Ông tính tới đây phá đám tụi mày không? Ê, ông phải coi kỹ là ai phá đám ai nha. Tôi là lương y nghe. Người ta bệnh tôi tới tôi hấp thuốc rồi ta. Tôi phá đám người ta hậu nào? Ông ai à? Khách hàng này là của tôi. Ông tới đây ông tính quậy nữa phải không? Ông mới là người quậy tôi nghe. Tôi với ông bá hộ. Ông nhìn kỹ con người này đi. Hắn mở miệng hắn nói hắn là thầy lang hả? Không dám lang đâu. Nếu có lang thì là lang lùn. Một trong những tay thiếu heo nổi tiếng. Rồi lâu ngày rồi mạo danh nó là thầy lang. Lang cái bốc xì thì cũng là thầy vậy. Trời ơi, còn ông? Tôi sao? Ông nhìn lại bản thân ông đi. Tôi sao? Ăn đình ở miếu. Hả? À, không nhà, không cửa. Lăn lê bò lết ngoài đường. Hả? À, rồi lấy cái đồ này nè, mặc lên quá trang. Làm à, thầy nước ngoài vô hả? Ê, nói bậy, ông có tin là tôi thư ông xình bụng không? Cái gì? Tôi bỏ bừa một cái là cặp giò của ông. Mười móng mà thằng con thành sáu móng không? Trời ơi! Ông giỡn mặt hả? Giỡn mặt. Ông nói tôi là một người kêu bậy bạ hả? Được. Thì vậy tôi với ông dám tỉ thí thi coi ai trị bệnh hết trong bá hộ này. À, ông ngon ha. Ông dám tỉ thí với tôi ha. Sợ thằng nào? Trời ơi, ngán thằng nào. Được. Vậy bây giờ ai trị bệnh cho bá hộ này hết bệnh, người đó sẽ thắng. Thắng thì sao? Thắng sẽ được một nửa gia tài của bá hộ này. Cái gì vậy? Hả? Tự nhiên hai người thì chiến đấu, thi đấu với nhau tự nhiên lấy tài sản của tôi là sao? Ủa, ai ở không chữa bệnh không cho ông? Được. À, nếu chấp nhận cuộc tỉ thí này thì ông phải chống mắt coi. Bùa phép tôi tu luyện cả ngàn năm, tôi sẽ tẩy quế ngôi nhà này sạch sẽ. Tôi sẽ trả lại sự công bằng sạch sẽ trong con người của bá hộ. Ông đừng tin cái kẻ lang tâm này. Hãy nhìn xem, tôi là người làm trước. Được, chấp nhận luôn. Nhìn đi. Rồi.
Dạ. Nằm xuống. Coi chừng ông Thập á. Chuẩn bị uống linh dược. Ở em bên tụ về đây. Đây là bùa. Ông uống cái ly bùa này vô, ông sẽ hết ngay tức khắc. Dạ. Không một con quỷ con ma nào dám tới ngôi nhà này quậy phá ông. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống. Thấy sao? Dạ. Thấy đó. Khỏe khỏe đó. Đó. Ông hãy nhìn đi. Ổng kể từ bây giờ sẽ trở thành một con người khỏe mạnh. Chóng mắt lên mà coi. Ông! Ông ơi! Ông! Ông! Ông sao mà ông? Ông ơi! Ông! Cái này ông chỉ bà hộ. Bá hộ ơi, ông sao vậy? Ông sao vậy? Ông sao vậy? Chẳng lẽ ông chết rồi không bá hộ? Hả? Trời ơi! Trời ơi! Ơi. Ông bá hộ! Ông bá hộ ơi! Ông bá hộ ơi! Thôi! Hết cứu vãn được rồi. Ông đã tắt thở rồi. Ta chưa tin. Ta chưa tin. Hả? Như vậy là ông chết rồi. Đúng. Dính đầu mà giết ông chết. Làm sao ta giết? Ta muốn chứng minh ông sống thì ta mới chiến thắng được chứ. Ông là người giết ông. Ly của ông, nước của ông, phép của ông đưa cho ông uống thì ông là người giết ông. Ông em đi. Có ông nữa đó. Trên mắt tôi thấy nè. Ông bỏ thuốc vô ly nước. Tức là hai ông. Được rồi. Tôi sẽ đi báo quan. Hai ông là giết người. Giết phụ ông. Theo tôi. Nghe. Mày ở đợi, mày cũng có tiền đâu. Bây giờ vậy, cái chuyện này, tại thằng khốn nạn này, mày muốn hại tao. Cho nên mà ông này là nạn nhân, tao không muốn giết ổng. Bây giờ vậy, mày giữ nguyên chuyện này, tao sẽ trả tiền cho tiền mày. Đúng rồi. Anh bình tĩnh, anh gia đình bình tĩnh nha. Qua đây tôi nói nghe nè. Không được, bao nhiêu tiền tôi cho hết nha. Mày bây giờ đừng có đi báo quan nha. Tôi lại ông nha, đừng báo quan. Không được, lỗi này là do ông đậu này nè. Ông muốn phá hoại tôi nè mà mới ra đông lỗ này. Bây giờ ông đổ lỗi cho tôi là sao? Một mình tôi đi. Tiền của ta này. Ông ơi. Ông Hồi Dương hả? Tôi là đây. Dạ. Ông biết ông sắp chết. Ông nhờ con một việc. Dạ. Con hãy đốt hết những giấy nợ mà người ta thiếu ông. Một tài sản của ông, một phần con lấy, còn tất cả phần còn lại còn phát hết cho những người dân trong làng này. Làm gì ông mới yên lòng? Con làm được không? Dạ con làm được. Được. Vậy thì ông Ông đi. Ông ơi. Anh Đình Toàn ơi, vậy là em đã biết rồi đó. Chưa chắc gì chúng ta có nhiều tiền mà chúng ta gọi là hạnh phúc đâu, đúng không anh? Miễn là chúng ta có cuộc sống vui vẻ và thoải mái nhất thì chúng ta mới là người giàu nhất. Đúng rồi, mẹ anh Toàn cũng có nói như vậy. Chỉ cần buổi tối chúng ta có thể kê cao gối ngủ, sáng thức dậy thấy một cuộc sống bình yên, vui vẻ, có nghĩa là chúng ta đã hạnh phúc và chúng ta đã giàu có hơn rất nhiều những người khác. Em hoàn toàn đồng ý với lại mẹ của anh Toàn.
Vậy có cần anh kêu em là mẹ không? Dạ thôi, được rồi, em nói vậy thôi mà. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
bài chim sơn ca. Chàng ngất ngây say tình sân nữ yêu kiều, đẹp thiết tha môi cười tươi như nở hoa. Hương tóc thơm đôi bờ vai buông lơi thướt tha. Trai bán làng nhìn sơn ca si mê. Ánh trăng sáng nàng đẹp hơn ánh trăng. Nơi núi rừng nàng đặt tên muôn hoa. Quý vị vừa xem tiết mục Nàng Sơn Ca với vũ đoàn Phương Việt và Nàng Sơn Ca Thật Là Đẹp do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân biểu diễn, và bên cạnh đó là bà mế của Nàng Sơn Ca do Gia Bảo biểu diễn. Kính thưa quý vị, chương trình Danh Hài Đất Việt là chương trình có rất là nhiều tiết mục hài hước, rất là vui nhộn và rất là ý nghĩa bổ ích. Chị Thanh Ngân cảm thấy như thế nào về chương trình Danh Hài Đất Việt? Thanh Ngân cũng có xem chương trình Danh Hài Đất Việt. Và Thanh Ngân biết rằng tất cả quý vị khán giả chắc rất là thích cái chương trình Danh Hài Đất Việt, phải không? Đúng vậy. Và tiếp theo, xin mời quý vị đến với một tiểu phẩm thật là hay trong chương trình Danh Hài Đất Việt. Xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân và nghệ sĩ Gia Bảo trong nhạc cảnh Nàng Sơn Ca. Và bây giờ thì Đình Toàn, Lê Khánh xin được chào mừng quý vị đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Xin lỗi quý vị. Dạ, xin lỗi quý vị, anh Đình Toàn có điện thoại. Dạ. Dạ, dì ba hả? Dạ, con... Cái gì? Quan trọng. Dạ. Tân gia hả? Ủa gì vậy? Trời, mới 2 tháng trước mà con đi xuống tân gia nhà dì rồi, bây giờ tân gia nữa. Cái gì? Đập xây lại. Trời ơi, lần trước là bỏ qua không mời con ha. Ủa, lần này là đập lần thứ 2 rồi đó hả? Trời ơi, cái gì? Cái gì 2 tháng mà ăn tân gia 3 lần? Trời đất ơi, cái gì mà dữ vậy? Rồi, con làm việc từ từ, rồi, con sẽ xuống, rồi, dạ. Ủa, cái gì mà đập xây lại thì quá trời với anh, gì ghê vậy? Trời đất ơi, em coi đó, dì ba của anh, trong vòng 2 tháng mà ăn tân gia 3 lần. Hả? Chị nói không? Cái gì? Đầu tiên á, là dì ba của anh xây một cái nhà, xong sau đó cái nhà bên trái á, mới xây cao hơn nhà dì ba của anh có 20 phân thôi. Cái bà quyết định, bà đập, bà xây cao hơn người ta một chút, hiểu không? Rồi xui ghê, tới phiên là coi như là ăn tân gia lần 2 rồi đó. Dạ. Rồi tới phiên cái nhà ở bên phải á, quyết định xây cao hơn nhà dì ba anh 30 phân. Thế dì ba của anh phải đập cái tầng trên đi, nối thêm, xây lên chút nữa cho vẫn cao hơn ta. Bây giờ là mời ăn tân gia lần thứ 3. Nhưng mà ngộ ghê, có rất nhiều người anh Toàn thấy là mình nói cái này không biết đúng không? Hơi khoe khoang một chút và không thích bị dìm hàng. Hiểu không? Là sao anh? Tức là vậy nè, giống như ở ngay chỗ khu vực dì ba của nhà anh, không phải chỉ một mình dì ba. Dạ. Mà rất nhiều người khác, tức là hãy thấy nhà này cao hơn nhà mình thì mình phải xây cao hơn. Rồi lại có nhà khác cao hơn là phải xây cao hơn một chút. Trời ơi, sao họ giàu quá, họ làm gì họ giàu? Họ trúng số hả anh? Không, bán đất. Bán đất mà giàu? Nói nào ngay, cái khu đất đó hồi xưa thì không ai để hết. Nhưng mà rồi á, bây giờ có một cái số nhà đầu tư nước ngoài người ta đầu tư vô. Thế là mọi người trộn độn tranh thủ đầu cơ đất đai và quyết định là xây lên, gọi là đón đầu thời cuộc gì đó. Mỗi nhà hả có chút chéo vậy nè mà xây 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng nữa, trời, nhìn như là đồ chơi Lego vậy, nhìn ngợp muốn chết vậy đó. Anh ơi, xây chi nhiều quá vậy, ở đâu có hết đâu anh. Cái vấn đề không phải là ở, mà em có nghe mọi người nói con gà tức nhau tiếng khóc. Quê quá trời ơi. Trước khán giả mà nói vậy người ta cười đó. Con gà tức nhau tiếng gái. Quê quá cô ơi. Trời ơi, anh nói tiếng gái chỉ là giai đoạn một thôi. Sau khi gái xong con này gái, con kia gái, cuối cùng toàn bộ tắt tiếng ngồi khóc hết một bầy gà. Ủa sao anh biết nó khóc? Thì anh nghĩ vậy đó. Thôi anh mệt anh quá, thôi bây giờ anh muốn nghĩ sao cũng được. Nhưng mà em nghĩ nếu như mà em có nhiều đất, em không có xây nhiều như vậy đâu, mà em bán đất kiếm tiền làm ăn. Thông minh không? Chưa chắc. Sao nữa? Chưa chắc lúc nào em bán đất em kiếm tiền làm ăn cũng đưa đến một kết quả tốt đẹp đâu. Bây giờ nè, anh sẽ cho em xem một cái tiểu phẩm này, và sau đó khi em có đất đai em phải suy nghĩ thật kỹ càng có nên bán hay không bán. Tiểu phẩm gì vậy anh? Đó chính là một tiểu phẩm mang tên... Em biết rồi, khổ lâu rồi. Là do em không có nhà em khổ. Nhưng mà cái tiểu phẩm của anh là khác, hiểu không? Khổ lâu rồi là cái tiểu phẩm mà anh giới thiệu cho khán giả và em coi chứ gì nữa.
phải không? Dạ không biết, mà phải anh tính giới thiệu tiểu phẩm gì? Anh cũng đâu biết đâu, anh chưa nghĩ ra. Trời đất ơi, làm khó nhau quá. Thôi bây giờ để anh Đình Toàn nghĩ ra rồi chúng ta xem tiểu phẩm. Khổ lâu rồi, đỡ nha quý vị. Vậy đi. Bố Dương Lễ. Dương Lễ ơi, năm xưa ta với mi còn là huynh là đệ, hộp cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiếp, đông sao ta mi lạnh cho hộ mắt ngoài lúa gánh để cho mi yên tâm theo bề học dẫn ta tặng cho mi riêng một cơm. Ủa, cái gì vậy? Cái gì mà giữa trơ chưa chờ chưa chật, mở gì mà sầm không cho ai ngủ hết vậy? Trời đất ơi, bà không biết gì hết trơn. Biết cái gì? Sao tự nhiên tắt nhà của tôi vậy? Mở chi lớn quá vậy? Mở như vậy á, mới khoe cái hàng xóm biết được. Khoe ai? Sắm nguyên một cái là cái dàn loa bự chà bá không thấy hả? Ông khoe ai? Khoe thằng cha lọt bên hàng xóm nè. Ông bán đất, ông cũng bán đất. Trời ơi, biết ai giàu hơn ai đâu mà khoe. Ông cũng bán đất, sao đất ông nhau sao bằng đất nhà tôi được? Nè khoan, chưa chờ chưa chật mà làm gì lạnh quá vậy? Nổi hết da gà da vịt lên rồi nè. Trời ơi, không có dặn như vậy á, làm sao mà mình khoe được nhà mình có máy lạnh chứ? Trời ơi, lạnh thiệt ông ơi, ông mở chi mà quá trời quá đất luôn à. Chụp lạnh nó đi. Quá lạnh luôn á thiệt á. Ừ. Tôi mới nuôi con chó, cái giống Alaska. Ừ. Con chó này nó mắc tiền lắm. Ừ. Nó lạnh nó mới sống được. Ừ. Cho nên là tôi phải dặn máy lạnh hết ga lên. Tự nhiên cái mở máy lạnh lên, hai vợ chồng ngồi chùm mền như bị liệt vậy đó. Rồi nè, đó nè, cái ghê không? Rồi sao đi đứng? Ngủ chỗ thôi. Biết là ngồi chỗ. À. Nhưng mà lạnh quá. Lạnh quá. Trời ơi, tôi cũng lạnh vậy ông ơi. Cho tôi đụm một cái coi. Tôi lạnh mà bây giờ. Thiệt tình cái ông này. Trời ơi, mà làm rớt vàng hết trơn đâu. Trời ơi, tôi vàng mà ông để đâu vậy? Trời ơi, cái này có bao nhiêu? Để chơi chơi rồi lâu ra mua ly nước mía, đưa miếng miếng. Trời ơi, tào lao, vàng mà để như vậy á có ngạo bị cướp nghe chưa? Ôi, mình có khổ phải khoe ra, mình sống khổ quá rồi. Thấy không? Bây giờ mình phải sướng lên, hiểu không? Khoe cái gì mà khoe dữ vậy? Tôi nói ông nghe nè, ông đừng có khoe của cái kiểu đó. Của ông khoe là dạng như là dở hơi. Khoe không có sang, không có chảnh, hiểu không? Ừ. Nè, giày nè, không thấy không? Khoe là phải khoe cỡ giày. À. Mình phải đeo giày nè, mình đánh bài, mình xòe ra một cái á, hột nó chiếu thẳng vô mấy đứa kia, nó bị chói mắt, nó đâu có đánh bài được, nó thua tôi hoài. Nghe thì cũng ghê đó chứ mà. Chứ sao, nè thấy chưa, một bộ đó nè. Cái này ta gọi là cái gì à? Gì? Ruby hay gì nè? Ruby. Cái gì? Ruby chứ không phải văn quá à. Chứ không phải là gu. Nói cái gì mà văn gì vô trong mặt, vô mắt người ta. Nói tiếng nước ngoài, mình phải nói cho nó chuẩn. Ruby. Ừ đó. Tôi đeo vô như vậy là người ta nhìn người ta biết liền mình đeo cả bụng vậy nè. Thấy chưa? Nè nhìn nó. Đồ hiểu không á chứ giỡn á. Mình khoe mình phải khoe vậy mới đẳng cấp. Hiểu cái gì? Ăn mặc gì mà kỳ cục. Ăn áo mặc áo đầm mà dưới mang giày thể thao là ê, sao? Ê đừng coi thường đôi giày nha. Đôi giày này Nike đàng hoàng. Sai rồi. Hiểu con nai. Ừ. Mà con nai nó kỳ lắm thì kêu bằng Nike. Ờ vậy hả? Ừ. Còn một cái này hiệu nữa. Cái gì đó? Mới mua. Nè, à, thấy chưa? À. Bóp này người ta kêu là bóp Michael Jackson. Sao? Không biết rồi để tôi dạy cho. Không, Michael Jackson. Người ta nói tôi may Michael Jackson gì đó. Nè, đọc cho kỹ rồi thấy không? Ừ. Michael cá kho. Đó. Ừ, đó nói chung là cái này cũng hiểu. Người ta nói này là không mắc tiền, tôi mua liền. Ừ đó. Đó, nè, bộ đồ tôi cũng đâu có phải dễ đâu. 15 ngàn. 15 ngàn đô. 15 ngàn đồng mà không nội, ở đâu ra 15 ngàn đô? Bà tàu lao quá, ăn mặc sách bóp mắc tiền, mang giày mắc tiền, mang áo 15 ngàn. Bởi vậy nói cái ông này không có biết. Mình sách bóp mắc tiền, mình đeo nhẫn giày, mình mang đôi giày mắc tiền. Ai biết được cái này 15 ngàn, đúng không? Bây giờ 15 ngàn thì người ta cũng nghĩ 15 ngàn đô đó như ông vậy đó. Nhưng mà tôi nói ông nghe vậy. Cái vòng á, đất ông bà để lại, đúng không? Mình bán, lỡ hết rồi tiếc lắm không? Trời ơi, bà ơi đừng có lo. Tiền tôi bán được biết bao nhiêu, xài cả cái đời này, đời con, đời cháu mình cũng chưa có hết đâu. Nè, mới hôm qua nè, tôi đi sắm xe mới. Tôi vô tôi ăn mặc, bữa đó tôi ăn mặc nó hơi lè hè chút, ừ. Đúng không? Cái thằng chủ tiệm nó dòm tôi khinh khỉnh. Nó hỏi, nó tiếp tôi làm như nó muốn tiếp vậy đó. Thôi, chú coi gì, chú coi đi chú, lẹ lẹ đi, tôi bận lắm. Tôi lại tôi nói, nè, xe SH đi, chú có bao nhiêu chiếc?
bán cho tôi một lố vài chục chiếc đi. Tự nhiên đi mua SH mà đi mua vài chục chiếc bị ông điên hả? Điên cái gì? Mua về vài chục chiếc, về không có chạy, để xếp xếp lớp đằng trước á, làm hàng rào cho cây nó leo chơi vậy đó. Mà ông mua một chiếc một thôi mà nói đáng tiền. Mua chiếc gì? Chiếc xe hơi. Bây giờ hưởng lương người ta phải đi xế hộp. Tôi nghe nói con nhỏ bạn tôi nó mới mua một chiếc gì đẳng cấp dữ lắm. Gì? Cái chiếc gì mà lé xẹ. Cái đó đó, người ta kêu bằng xe lết sệt. Lết rồi nó sệt, phải không? Thôi rồi, kệ đi, đàn con mình đâu rồi? Thằng nào, thằng Của hả? Mà nhắc tôi mới nhớ đó rồi. Mấy bữa nay rồi tôi không thấy thằng Của luôn đó nha. Anh đang như cá rút ta buồn. Tôi hát bài đàn Minh Hưng. Lang thang bước với nỗi đau. Hư dễ sợ hư. Với trái tim ta tật nguyện à. Chào mâm. Còn... Ê mày. Hả? Mày hổn vừa vừa phải phải ra nha mày. Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn mắt mới mày chửi tao mặt mâm. Cái gì trời ơi. Ta cho chào món à. Ta chào má. Em chửi ai? Mày chửi ai? Con kêu má. Mày chửi ai? Từ nào giờ mày kêu tao má hả? Hả? Con... Mày chửi trên đầu trên cổ tao phải không? Má không thích thì con kêu lại. Kêu đi. Mẹ. Ê, hình như là mày có thù với tao phải không mày? Mày kêu bình thường thôi, mày nhấn nhá quá người ta nhưng mày chửi tao thiệt vậy đó. Cha mẹ. Ừ. Gì? Mày đi qua đây nhanh. Thời trang mẹ lạ thế. Sao mẹ mặc váy dạ hội mà mẹ mang về thể thao? Thằng quỷ sứ à? Sao mẹ đánh con vậy? Đánh mày cho mày chết luôn. Suốt ngày cứ hay nhậu nhẹt. Nhậu nhẹt mày không có làm ăn gì hết trơn. Thôi con ngủ vậy. Mày không có bắt trước tao với ba mày ha. Vậy hãy cho ngủ. Tao đang chửi. Cái gì chửi có hoài vậy? Nhậu nhẹt hoài nha. Ăn chơi hoài nha chứ. Liễu hồn hết chứ. Mệt hả? Thôi đừng có la nó nữa mà. Phải la cho nó nên người. Hiểu không? Mình làm cha làm mẹ làm cái gì mà không dạy con? Ở đây đi. Tôi đi đánh bài. Trời ơi. Hiểu hồn nghe chưa? Mẹ. Đánh bài xong về tôi dạy mày. Bực mình à. Ôi mẹ thật gương mẫu. Má con á này. Dạ mấy bữa nay con. Con thì cũng không điểm đều đều. Nói chung là hiện nay hiệu trưởng định dạy riêng con rồi. À tốt quá. Dạ. Chắc là con là học sinh xuất sắc đúng không? Cá biệt ba. Ừ. Cái dòng mà trường nó không còn phục hồi nhân phẩm được đó ba. Thầy nói là học bạ người ta dở ra thơm phức. À. Con học bạ con dở ra thúi banh trường. Thầy nói như vậy là thầy sỉ nhục con rồi. Chắc toán là... con 0.13 thì làm sao nhục được. Ít ra cũng còn cái 0.13 chứ phải là không điểm đó đúng 13 có. Trời ơi, học gì vậy mà con cũng. Nhưng mà con nghĩ là ba cũng phải mua cho con cái đôi giày kia đi. Hôm bữa con đã sinh ba rồi, ba cũng vậy? Không cho con. Gia đình này không ai thương con cả. Ba thương con chứ con đâu gì ba cũng cho. Con biết rồi, cái đôi giày hiệu mà hiệu gì đấy, đờ gờ đờ và gờ hiệu hiệu dầu dây á. Dầu dây hả? Ừ, đờ giờ với gờ là dầu dây đúng không? Cái đó không phải là cái gì đờ gờ đâu. Là dầu dây. Không phải dầu dây. Cái gì? Là dê với là gà. Hiểu nước ngoài là dê với gà. Ờ, thì giờ là dê, còn gờ là gà. Thôi đại khái vậy. Ba phải mua cho con đôi giày đó, không tôi con không thì học. Được rồi, đó. Được rồi, ba mua cho con hết. Ba thấy trong nhà đó. Nguyên một cái tủ dài của con là không biết bao nhiêu là đôi mà ba trong. Lạc hậu quá. Bây giờ thời buổi giờ ba còn uống rượu minh mạng. Cái gì? Trời ơi, rượu nó bổ mà con. Không, cái rượu đó là người ta đem người ta bóp chân thôi. Trời ơi. Khi bị bầm, đá banh bầm người ta mới bóp chân thôi, không ai uống nữa mày đâu. Mày đừng có tào lao cho mày. Rượu bóp chân tao kêu mà rượu thuốc. Không, con thấy cái mùi nó giống mùi rượu thuốc quá. Bây giờ người ta là thế giới người ta phát triển rồi, ba phải uống những rượu như là whisky. Whisky. Rượu vodka. Vodka đó hả? À, rượu Oscar. Nè. Dạ. Hôm nay xe cổ sao rồi? Thôi chết rồi. Sao? Ba nhắc con mới nhớ. Sao con? Hồi nãy khi con uống rượu xong. À. Con ra bãi giữ xe. Thì con phát hiện một điều khủng khiếp.
Trời ơi, mất hả? Ai cắm xe con hả? Mất rồi ba ơi. Trời ơi. Ừ, sao con không cẩn thận gì trơn trời vậy? Cái kiên chiếu hậu rồi. Cái gì? Thằng nào nó bẻ cái kiên chiếu hậu của con rồi. Trời đất ơi, mất cái kiên chiếu hậu về làm quá, tao tưởng là mất cái xe. Không. Thì mua cái kiên khác gắn vô. Bà phải mua cho con chiếc xe hơi mới thôi. Con muốn xe hơi cái hiệu gì đó? Hiệu gì? Bangladesh đó, cái hiệu gì Bangladesh đó à? Được rồi, đét đét cái gì đó, bà cũng mua cho con hết. Bà hứa rồi nhá. Nhưng với điều kiện. Điều kiện gì? Con phải dẫn ba đi theo để coi con làm ăn, tiếp cận những chỗ nào mà ba ưa thích. Trời ơi, ok. Nhau. Ok. Giờ anh đã là vợ người ta, em đã là vợ người ta, anh cũng đã là vợ người ta. Người ta cũng có vợ rồi, anh đã cũng là vợ người ta. Thì em cũng vợ người ta, ai cũng sẽ là vợ người ta. Tất cả là vợ người ta. Dạ, yeah. Trời anh hát hay quá à. Nói chung là nguyên gia đình lấy nhau hết luôn nè. Lạng lưng quá vậy. Anh ơi, bây giờ anh làm cái gì nhỏ, ngồi thẳng lên tôi nè. Rồi. Phan uống đi cái rồi nói. Trời ơi, cái này giống như nước sâm vậy, đừng uống nữa mệt. Thôi uống đi mà, anh nỉ mà. Ừ. Bây giờ mình làm, đừng có làm cái này, mình làm chuyện hôm qua mình làm đi. Ủa, hôm qua làm gì ta? Hồi hôm qua, em nhớ không? Nhớ gì? Em làm tình, làm tội, em làm tình, làm tội gì anh đó. Trời ơi, quỷ hả? Nói tự nhiên cái tới khúc đó, cái tự nhiên ngắt ra làm chi nghe thấy ghê quá. Em tự nhiên em bẻ câu của anh, chứ anh có nói gì đâu nào. Em có bẻ gì đâu. Trời ơi anh ơi. Bọn nó karaoke mà cứ ôm một cái là đẩy người ta, cứ bớt là đẩy người ta, sao kỳ vậy? Ôi mệt quá à. ôm cái gì biết nữa, người ta đang bực mình đó. Điện thoại là mấy bữa nay nó bị hư rồi nè, không có liên lạc được với ai hết trơn. Trời ơi, điện thoại cùi bắp còn bày đặt hư nữa. Đồ điện thoại không biết điều. Vứt nó đi. Anh ơi, anh ngày mai anh sẽ mua điện thoại cảm ứng cho em. Thấy không? Anh sẽ chuyển khoản trước cho em 15 triệu. 15 triệu còn lại anh sẽ đưa tiền mặt cho em. Từ từ đưa. Anh từ anh sẽ đưa. Anh sẽ đưa. Em đừng lên báo tố cáo anh không đưa nữa điện thoại còn lại nhé. Là hứa là mua điện thoại cho em rồi phải không? Anh phải mua chứ. Anh không mua em tố cáo anh sao? Có đâu mà. Thưa còn chết ai nỡ tố cáo nguyên gia. Anh làm cái gì mà anh đeo hôi em như anh đeo hôi má anh quá vậy? Mẹ anh nói là 12 con giáp đẻ ra anh là con cá chùi kiến. Nên em phải chùi kiến. Anh phải chùi kiến thôi. Ôi mệt quá, em đâu phải là cái kiến đâu mà. Bây giờ nói nghe nè. Sao? Anh, cái chèo của em á. Cái gì? Cái gì? Cái chè. Cái chèo là cái gì? Cái chè đó, cái chè đó, cái chè. À, cái con ngựa sắt đó phải không? Nó cũ lắm rồi. Bây giờ đi không có nổi luôn á, phải đẩy bộ không à. Vứt bỏ, thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đâu. Không được, bây giờ bỏ là em lấy cái gì em đi đây. Anh đã mua sẵn cho em một con mới rồi. Con gì ạ? Camry. Xe hơi luôn hả? Anh mua cho em cái xe anh lấy từ thác Camry về Đà Lạt định tải về. Xe đạp đẹp lắm. Ôi mệt, anh mệt quá. Nên đạp xe đạp. Anh thấy anh mèo bữa nay có mỡ em. Đạp xe đạp để cho nó tan đi mỡ. Thôi là bỏ đi hết ta đạp lại từ đâu. Anh mua xe đạp cho em thôi, mình chia tay đi. Anh xích ra chỗ khác luôn đi. Anh nghĩ sao hả? Cái con rồi. Nhỏ bạn em nó đi xe tay gà Vespa đó. Rồi anh mua cho em xe mui trần được chưa? Mui trần luôn á hả? Charlie nha. Nó vừa với em đừng có đòi hỏi cái gì cao hơn em. Em cứ như vậy, nhiều người cứ đòi đu lên SH này nọ. Trời ơi, đứng có qua cái tay lái đâu mà. Lên cái SH nó đu không tới, chạy xe ra đường rất là nguy hiểm. Mệt. Em biết ai không? Ai? Đoàn Nguyễn đó. Nó đâu có ngồi được lên xe đâu. Tội nghiệp nó.
Anh ơi, vậy cái này là xe gì vậy? Em hết cái xe này nè. Trời ơi, cái xe này không được. Cái xe này xe Bangladesh của ba gia đình anh mua, không có được. Cái xe gì tên kỳ quá vậy? Ba anh mới mua cái Bangladesh, cái tên cái tựa gì khó nhớ nhớ không có ra. Không, nhưng mà kệ sao thôi, là em thích à. Mua cái xe này cho em đi. Hai mình đi chung với nhau được rồi. Ôi, không có trời đâu. Mua cho em đi mà. Rồi. Em là cha, em là mẹ, em là tất cả. Giờ em đã là mẹ của anh. Thương quá à. Ủa, tao chịu hết nổi rồi nha. Dạ. Mày nói tao mày dẫn vô những cái chỗ làm ăn ha. Mà nay thì mày dẫn vô spa, mốt là mày dẫn vô cái chỗ massage. Mày trốn lâu rồi ha. Rồi bây giờ mày dẫn toàn là bia ôm được karaoke không vậy là sao? Dạ, em chào anh. Cái gì? Anh ơi, bạn anh hả? Dễ thương quá anh ơi. Ê, bạn này đẻ ra anh đó. Ủa là sao? Ba anh. À, ba anh đó hả? Dạ, em chào anh ba. Dễ thương quá. Mày trả lời tao đi. Ba ơi, tao tác làm ăn đâu? Đây là làm ăn, từ từ. Làm ăn ai mà nó mắc cười quá. Làm ăn giờ không lẽ con đưa ba tới chỗ chơi điện tử. Làm ăn thì phải làm ăn trong karaoke để khách khứa họ vào đây. Nhưng anh đèn đêm mê này sẽ làm họ ký những hợp đồng lớn cho ba. Ba đừng có dục tóc bất dục. Cái gì? Tóc dục bất đạt. Rồi đó thì cái văn đã dốt rồi, đừng có bắt người ta nói nữa, mệt quá. Chịu đi học hành gì người ta có. Bây giờ sao? Chừng nào tới? Thì người ta hẹn con là lát người ta tới. Người ta ký một cái hợp đồng. Cái miếng đất đó mà con với ba vô đó nha. Sao? 7,000 mẫu. Ba nghĩ đi, 7,000 mẫu mình ăn tới đời của ông cố nội cha con nữa cũng chưa hết nữa đó. Được rồi, tao ngồi tao chờ. Nghe. Ba phải chờ con, ba phải tin con chứ. Gọi điện thoại hấu người ta tới đi. Ok, ba đừng có đùa như vậy. Em quan tiếp ban trò ban căng thẳng quá. Anh ơi, em nói nghe nè. Ngồi một mình đó là buồn lắm đúng không? Bây giờ hổng ấy nghe nè. Bậy. Ủa sao em bậy hoài vậy? Ngồi né ngã ba ra. Dạ. Bậy. Xin lỗi anh. Tại vì con anh học mất chịu á, cho nên hổng mấy bây giờ để em kêu em khác vô hầu hạ anh nha. Có đúng ai rồi. Mới vô làm kêu cho ba anh nha. Dạ rồi. Ba anh thích cái gì đó tươi mát. Dạ rồi. Fresh. Hàng mới luôn em, nha. Em nhớ kêu sao anh? Khử mùi đàng hoàng trước khi vào, ba anh bị viêm mũi. Dạ em biết rồi. Anh ba chờ em chút xíu nha. Ba thoải mái. Quán anh này ơi. Là quán xịn nhất. Cưng. Cái gì? Ủa mới vô làm hả? Làm gì? Làm chung với chị đó, gà mới hả? Nói nghe nè. Rồi, đi ra đi. Đó, bây giờ hàng mới luôn. Đó, đây, khách mới, nhìn là biết đại gia rồi, có không? Đó, vô tiếp đi, lát hỏi anh bo cho. Rồi, thôi em đi nha. Vui vẻ nha. Em đi nha anh. Em tên gì vậy? Trời ơi! Sao nó quen quen vậy ta? Quen quá ha! Ông nói cái gì? Ông nói ông vô đây ông làm ăn. Ông làm ăn hả? Ông làm ăn cái gì? Ông vô đây ông ăn con nào? Hả? Rồi em đó là vợ người ta. Làm ăn cái gì? Tôi đi thằng của đi. Trời đất ơi! Em đó là vợ người ta. Mày! Ai làm vợ mày? Ồ! Tao cưới cho mày chưa mà ai làm vợ mày trong này? Hả? Ủa tất cả do mẹ mà ra, tại sao mẹ lại ra chỗ này ta? Mày nói cái gì vậy? Ủa? Tại sao mày dắt ba mày vô đây? Ủa sao mẹ có mặt ở đây? Bây giờ sao? Hai cha con tạo phản phải không? Trời ơi! Bình tĩnh đi. Bây giờ bình tĩnh cái gì? Đây là làm ăn. Làm cái gì? Đây là làm ăn. Làm ăn cái gì trong đây? Mày ăn cái gì trong này? Mày ăn cái gì trong này? Thì con dắt bà đi làm ăn. Tất cả là đi mày làm ăn. Mày tán trong mặt mày, giờ mày ca nó đi. Giờ sao ông nói chưa, trời đất ơi, ông vô đây làm cái gì hả? Mẹ, đủ rồi nha. Tôi nói cho bà nghe, bà từ ở nhà bà đi kiếm tôi, bà tới tận đây bà đánh ghen tôi đó hả? Không có rảnh. Chứ bà tới đây làm cái gì? Đòi tiền. Hả? Cái gì? Là sao? Đòi tiền đi, không ở không đi đánh ghen đâu ha, mệt lắm. Đánh bài thua quá, giờ vô cho tiền trả nợ. Trời ơi, mẹ tôi gương mẫu quá. Cờ bạc tối ngày. Đưa tiền đi, trời đất ơi, nói cái gì nói hoài vậy? Bà thua bao nhiêu? 10 triệu chứ gì? Tào lao quá ông ơi, đánh bài gì mà 10 triệu? 100 triệu? Cái gì? 1 tỷ hả? 10 tỷ? Cái gì?
mà đánh bài thua tới 10 tỷ. Không phải đâu mình, em nói mình nghe nè, em không cố ý đâu mình. Em đánh thua quá cái em gỡ, em càng gỡ càng thua, cái nó cho em mượn tiền em đánh luôn mình. Em mượn tiền em đánh, không biết sao nó có sẵn tiền ở đó luôn. Nó để ra mấy tỷ cho em đánh luôn mình, em thiếu bây giờ có 10 tỷ à. Trộn mình đánh nó quá trời mà đúng không, bây giờ cho tiền em đi, em trả nợ giống thôi, nó giết em chết. Nó hứa với em rồi, nó mấy đứa này uy tín nó hứa em là em không trả nợ là nó quăng em từ lầu 7 xuống đó. Vậy thôi bà chuẩn bị chết sao vừa nghe. Không mình, tôi nói cho bà nghe, lúc trước á thì tôi còn lo được, lúc sau này tôi nói thiệt với bà, lớp thằng của nó phá rồi, tôi sắm sửa tiêu xài rồi, bà cũng tiêu xài đánh bài, bây giờ trong nhà ngân hàng cũng không còn bao nhiêu tiền đâu. Ông nói cái gì vậy, có 10 tỷ mình bán đất bao nhiêu tiền? Của ơi, dạy con, dạy cứu má nè con. Cứu má, dậy. Giờ em đã là vợ người ta. Mày hát hoài cái thằng khốn nạn này, giờ dầu sôi lửa bỏng rồi này, ngồi dậy nhanh lên. Dạ, tại sao phá nhất của con vậy? Cứu má, má gần chết rồi. Bây giờ ơi, má bị cái gì? Má thiếu nợ người ta. Ồ, má đã thiếu nợ người ta. Ừ, má. Tại sao má thiếu nợ người ta? Má đánh bài. Mày đánh quá, hát hoài à. Của ơi, bây giờ con còn tiền. Bao nhiêu tiền? Của chìm, của nổi gì của con lấy ra hết đi của. Má thiếu bao nhiêu tiền? 10 tỷ. Ồ, 10 tỷ à? Ừ. Ôi, một con số thật là dễ thương. Trời mất con. Không sao, không sao. Cái để, gì? Để của lo. 10 tỷ mà mày nói không sao hả? Bà yên tâm, của đã có cách. Cái tiền mà lần trước má bán đất được, má biểu của giữ. Ừ. Của giữ của má 8 tỷ đúng chưa? Đúng rồi, bây giờ đưa lại cho má đi. Chưa đưa được. Sao vậy? Từ 8 tỷ đó, của sẽ đẻ ra cho má 800 tỷ. Trời ơi, hay quá vậy con. Mày giỏi quá, của cách nào, ơi. Cách nào? Của ơi, giỏi quá. Chỉ một cú ơi, điện thoại của của thôi. Lấy điện thoại cho nó của liền sẽ nhanh. Có của. Ừ. Hay quá. Con đây đi con. Đợi của tí. À. Rồi đi mày. Mày làm gì vậy? Con bấm cái gì? Con bấm lộn. Điện thoại ngược đầu. Trời ơi. Trời ơi, cái bao da mà mày bấm cái gì vậy? Cái bao ra mà trời ơi. Ê mày lẹ đi, tao đang ngồi họp mà mày cái gì mày mẹ chẳng... mắc cười quá, nó không bắt làm sao con nghe được. Từ từ mà nó để cho con nó làm. Dạ, thấy chưa? Bắt chưa? Nó nói thuê bao quý khách không liên lạc được. Cái gì vậy? Trời để ơi, con gọi số khác vậy. Gắt gắt quá. Con ơi, trời ơi, nóng lòng quá. Ừ, mày lấy 800 tỷ về cho má. Alo. Anh em muốn nói Kenny. À, thấy má vậy? Cái gì vậy? À, anh Phú phải không? Không, tôi không phải Phú nào đây chứ. Ủa? Mà tìm Phú có chuyện gì không? Đây là số điện thoại của anh Phú mà, của nè. Của nào? Anh Phú nhớ của ông. Hôm trước của có đầu tư với chung anh Phú đó, vừa để 8 tỷ. Rồi anh Phú nói anh Phú giới thiệu của mảnh đất 7.000 mẫu đó. Phú nhớ không? À, nhớ. Đâu cái rồi anh? Đất mà 7.000 mẫu phải không? Dạ. Khu đất đó chờ lún mà giải tỏa không có đền bù. Nhắc cái nữa nè, cái nhà ông Phú á, ông cầm nhà nước rồi, đang xiết nè ông nội. Ô cái gì? Hả? Cái gì vậy mày, cái gì vậy? Ông gửi cho ông nhiều. À Phú, cô gửi 8 tỷ. Ôi 8 tỷ ăn nhầm nhò gì, tôi bị 18 tỷ nè. Ồ thế à. Tỉnh đi ông anh, coi như là của đi thay người ông nội. Thế Phú đâu rồi? Phú hả? Tôi chỉ tìm thấy cái sim bỏ lại nè, nó trốn mất rồi. Ờ thế à, cảm ơn anh đã cho biết thông tin nhé. Anh thật là tốt bụng. Sao được đó? Sao rồi? Má ơi mình nên vui đi má ơi. Tôi nói rồi mà. Quý tử của tôi mà. Mày biết là mày giỏi mà cô ơi. Con đứng lên con ôm một cái nè. Trời đất ơi cô ơi. Mày giỏi quá trời giỏi trời. Giỏi quá cô của ba mà. Rồi nhưng mà mày lấy. Thằng kia nó trốn rồi. Ừ. Mà người ta cũng bị giống con mà người ta mất tới 18 tỷ, mình mất có 8 tỷ thì mình nên vui đi. Trời ơi, nó vui, nó vui. 8 tỷ cái gì? 8 tỷ là nó vui. 8 tỷ là nó vui. Trời ơi, 8 tỷ. Bà không có dạy con vậy ta. Đi vậy? Xe của đâu? Xe đâu? Chìa khóa xe của đâu? Chìa khóa xe đâu? Xe của đâu? Chìa khóa. Chìa khóa xe đâu? Chìa khóa đâu? Chìa khóa Bangladesh đâu? Hồi nãy tao thấy cái cô nó có cầm đi rồi. Ờ, cái cô kia có cầm đi rồi mẹ. Cô nào? À, cái cô hồi nãy ngồi ôm mày đó. Cô nãy ngồi ôm con đó. Ồ, đã mất luôn rồi đó. À. Trời ơi, cái thằng quỷ này nữa. Trời ơi, cái thằng quỷ này chết. Mày kè được cái này. Mày đồ giết mày.
nhận khổ thiệt ha anh Đình Toàn ha. Ủa bây giờ em hỏi thiệt nè, hỏi riêng nhưng mà phải nói thiệt nha, không nói dối nha. Anh có ghen không? Trời trời ơi, hỏi một câu vớ vẩn tầm thường, em nghĩ sao vậy? Đương nhiên là anh có rồi. Trời ơi, anh mới là tầm thường đó. Phải cho anh nói là anh không ghen thì anh mới phi thường chứ. Ai mà không ghen, anh ghen là cũng bình thường thôi. Cho nên tại sao ghen mới là vấn đề đúng không? Khi yêu nhau thì anh nghĩ ai cũng ghen thôi, bởi vì họ quá yêu. Nhưng mà anh ghen như thế nào? Chứ em cũng ghen cũng hơi lạ lạ đó nghe. Ghen lạ hả? Dạ, anh ghen có lạ không? Anh cũng không biết nữa, nhưng mà mỗi người một cách ghen, mà anh chưa nghe cái ghen lạ là ghen làm sao. Bây giờ á, em phát hiện ra có ba người phụ nữ này ghen còn lạ lùng hơn là anh em mình nhiều luôn á. Ai vậy? Xin mời khán giả cũng như là Đình Toàn cùng đến với một hoạt cảnh mang tựa đề Ghen, với sự tham gia của các nghệ sĩ Lê Giang, Thụy Mười và Tuyền Mập. Tự nhiên ra công viên ngồi khóc, làm gì khóc? Cô khổ quá chê ơi, em khổ quá chê. Tôi biết rồi, bà khổ bà khóc cùng cái con này nè. Mày làm gì mày khóc? Khóc té. Hai người chơi thân với nhau, thấy người ta khóc mình không khóc, tao nó không có thân. Giờ phải khóc té. Đến đây. Mày vô duyên mà cái này gọi là vô duyên thúi ịnh. Khóc khóc té, chó người ta sủa gọi là chó hùa. Mày thấy mày khóc mà hùa hơn chó nữa đó. Trời ơi, người ta đang đau khổ như vậy mà gây lộn như chó với mèo vậy. Trời ơi, khổ quá mà. Ê, Giang Giang nói là Giang khổ, Giang kêu tôi ra công viên để tâm sự, để chia sẻ. Bây giờ ra đây nói tôi là thú vật là sao trời? Trời ơi, gì chứ em khổ chứ em không có hiểu cho em. Mà tại sao khổ? Mày ngồi mày khóc hoài. Đây, nói đi nè, cái tôi cái này đi. Bên đường cười đùa như người anh yêu, mắt đắm say bàn tay trong tay cô gái yêu kiều. Quán nước đông bao người thì thầm không một ai hay, riêng anh thôi đang vui đang say ngất ngây. Cô lướt nhanh qua bạn người tình không một ai hay, sát bên anh là em cô đơn không cánh tay. Anh chỉ mình em, mà sao hôm nay anh vui cùng cô gái kia. Trời đất bỗng như sao cô quay, bàn chân khẽ rung môi anh thì thầm. Còn đâu bao năm ta nồng say, làm sao dối em cho anh một cười. Giờ em khóc nước mắt cay đắng, đời em lẻ loi khi anh bên người. Em buồn quay lưng. Thiệt là khốn nạn. Khốn nạn mà. Nói nghe đó. Tao nói là khốn thôi, nạn. Thôi nói nghe nè. Chửi em. Bà chửi tôi á. Chửi. Tự nhiên bà chửi tôi khốn nạn bà. Tao chửi mày hồi nào? Tôi thấy bà sỉ khốn nạn. Tao sỉ bên đây là khốn nạn, tự nhiên mày chẹt vô ngay giữa mày nói tao sỉ mày. Mày chẳng ra mày vô duyên á, mày thuộc loại con heo hùa. Mày đứng qua bên đây người ta không nói. Tự nhiên chế chửi em mà chế ca tao nói vậy. Chế không có chửi em, chế tức mà chế bộc phát như vậy. Bởi vì em á, em là cái thằng này nó ngoại tình, nó bỏ em, phải không? Nó bỏ em đi, mà trong khi đó là lúc trước á, nó còn đi học, từ học tới ra trường là em lo cho nó ăn ở, đúng không? Em yêu nó, em trốn cha trốn ngoại, em bỏ nhà em theo trai. Trời ơi, em là một cái con theo trai. Trời ơi. Bây giờ tôi mới nói là tôi tức lắm. Trời ơi, sao chế chửi em hoài vậy? Cái chuyện đó cũ bỏ qua đi, chứ cứ chửi em hoài em khổ quá mà. Nhưng mà chế tức chế phải nói. Chế nói là chế không nói được, mà chế bị ấm ức là chế tức. Vậy giờ tới chế tính sao đây chứ cô? Cái này tôi biết mà. Sao ngày chị ấy bỏ nhà theo trai, một năm sau thì chị ấy có bầu. Cha mẹ bên nhà dàn xếp bằng cách cho chị ấy cưới một trai đẹp.
Trời ơi, tại sao cứ giữa chiến trường tỏ tiếng nó gió đông nguyên đành chia tay vĩnh viễn bạch lê vàng. Ủa con Lê Vàng là con nào hả? Lê Vàng là em chế nè, đây là em nè, Lê Giang nè. Mày là con Lê Giang. Phải hát theo tông chế chứ Lê Giang. Không được, Lê Vàng nó phải xuống. Rồi thôi trời, bỏ qua chuyện đó rồi. Bây giờ là mấy cái con này là nó thường uống quán cà phê nào? Mỹ Hoa. Mỹ Hoa. Mỹ Hoa này quen quá. Mấy chị em theo chị Tiến về Mỹ Hoa. Tiến lên. Tiến lên. Ê chờ tôi với bà nội. Vô. Chị em. Ôi. Vô. Vô đi. 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 Sao quán vắng quá vậy? Không có ai hết. Vắng là tại vì chưa có ai tới. Mà giờ này chưa tới đâu. 5 phút nữa mới tới. Ôi. Sao mày biết? Sao biết? Ngày nào cũng rành rình ở đây biết mà. Trời ơi, hèn quá. Tôi nói ngày nào cũng rình mà không dám ập vô quánh. Ngày hôm nay đợi ba đứa mới quánh là sao? Làm sao dám ập vô một mình được chứ? Trời ơi, nó cao 1m82. Em đứng tới nách nó à. Nó chỉ dò dài tới nách được, nó quánh em chết. Dò dài tới nách là chó rồi bà nội ơi. Thôi bà nói dò dài tới nách. Bây giờ kiếm chỗ núp. Kiếm chỗ núp. Núp đi. Mày chui đây đi. Đây, đây. Hả? Nói tay. Nói tay rồi, kiếm chỗ núp liền. Đây, đây, đây. Đây, đây. Đây. Qua đây, qua đây, qua đây. Sao, sao? Qua đây. Em vô đây. Bà bên kia kìa. À. Em ngồi đi. Cảm ơn anh. À, em uống cái gì? Đá chanh nha. À, dạ không. À, cam giác nha. À, dạ không. À, cacao sữa gà so nha. Dạ không. Trà đá nha. Dạ không, em uống cà phê đen không được. Gì dữ vậy trời. Em ơi, cho anh một ly cà phê đen không đường. À, với lại một ly cam giác nha em. Ủa anh, em đã nói là em không uống cam giác mà. Ừ, thì em uống cà phê không đường, còn anh uống cam giác. Ê, 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 sao, sao? Nhỏ này nó uống cà phê mà không đường rồi. Con nhỏ này cái bộ không vừa nha. Đó thì dạng vừa, dạng một vừa. Một lát nữa là nó kêu thêm một cái tẩu thuốc lào, nó ngồi nó kéo một cái rột. Hiểu không? Hứa với bà luôn. Có luôn hả? Mà tôi thấy cái vụ này nó kỳ kỳ bơi. Sao hả? Má cái gì cấn lắm á. Cấn cấn vụ gì? Cấn cái vụ bồ bà á. Sao? Nhưng nó bóng á. Thì chai rạc. Không, chai rạc sao uống nước cam. Ừ. Nó vậy đó mà, em hiểu đó mà, nó rạc. Thôi thôi im im, để nghe nó nói gì nữa mấy bạn. Ừ, thật sự là em rất cảm ơn anh. Nhờ có anh á mà cuộc đời của em thay đổi hẳn ra luôn á. Em không có bị ai ăn hiếp nữa hết á. Với lại em nghĩ rằng á, nếu mà em gặp anh sớm hơn á, chắc là em sẽ tốt hơn bây giờ nhiều lắm luôn. À, mà làm cái gì vậy? Bình tĩnh đi. Có cái gì đâu, bình thường thôi. Tại ngày xưa anh với em chưa có duyên với nhau. Thì bây giờ duyên đó tới rồi thì mình gặp nhau thôi. Dạ. Anh á, là anh rất tin vào cái chữ duyên đó. Em yên tâm đi. Từ nay trở đi anh hứa với em, anh sẽ dốc hết sức mình để làm cho em trở thành một nữ hoàng. Thiệt hả anh? Em cứ yên tâm. Chị em. Quốc. 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 Cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Đánh ghen. Còn hai người? Quốc đánh ghen. Ghen ai? Ghen hùa. Rảnh quá à. Rảnh với ghen. Trời. Ghen vụ gì? Ghen gì? Ghen bây giờ anh bắt quả tang như vậy mà anh còn chưa chịu nữa hả? Bắt quả tang cái gì? Thấy chưa? Hồi nãy mới cái nói câu là anh sẽ làm hết tất cả để cho em là nữ hoàng của lòng anh. Phải không? Phải không mấy chị? Tôi làm chứng nè. Mày nha, tôi không có nói câu đó nha. Đấy ơi, mày nói sai rồi, vô qua đây. Tôi nghe rõ ràng anh nói vậy nè. Anh sẽ làm hết sức mình. Mà một khi làm hết sức với nhỏ này rồi, sức đâu về cho bà Giang? Không. Bảy rồi. Tôi nghe, cái này là tôi nghe rõ ràng. Anh sẽ làm hết sức mình. Sẽ đưa em làm nữ hoàng của lòng anh là nhỏ này nói nè. Trời ơi, chế cái gì vậy? Nên đặt nữa rồi. Cái gì quá, anh đại quá. Sao mấy người tào lao vô gì? Tào lao cái gì? Chuyện trước mắt như vậy, ngồi hẹn hò uống cà phê mà còn nói người ta tào lao hả? Ừ. Tôi cái này là tôi đang bàn công chuyện. Chuyện tôi gì? Đang bàn công chuyện với đối tác của tôi mà. Đối tác gì? Không có nói nhiều. Quốc. Dạ, mày má mà dễ nước ta. Giang nhau. Bỏ, thấy chưa? Thấy chưa? Bỏ gắng lên. Ôi dạ. Đi rồi. Nói chế đi. Thank you.
chị đi em ơi, đã trông đợi em. Chị đi là sao? Ôi, đứng dậy. Trời ơi, đối với tình địch là phải cứng rắn lên. Sao mày không vậy? Nói chuyện đàng hoàng, mạnh mẽ lên. Chị à, em nghĩ là mấy chị hiểu lầm giữa em và anh Nguyên rồi. Làm hai... gì? Thì hai tụi em chỉ là đối tác với nhau thôi à. Đối tác? Thì anh Nguyên nói là anh sẽ lăng xê em thành một nữ hoàng thời trang của showbiz Việt Nam này. Thấy chưa? Tại sao không lăng xê tôi thành nữ hoàng mà lăng xê nó thành nữ hoàng chứ? Đúng quá chị ơi. Lăng xê bà cho lỗ vốn hả? Lỗ vốn cái gì? Đừng có nói như vậy nghe chưa, nữ hoàng cho tôi mà. Đó, cái chuyện gì nữa, chán cái chữ Duyên Duyên này nữa. Rõ ràng luôn. Giống Duyên tiền định gì đó, mày là nào? Dạ không phải. Duyên đó là anh nói với em là duyên gặp nhau để làm ăn thôi mà. Em á là em hứa là đưa cho ảnh 300 triệu để cho ảnh lăn CBA em thành người nổi tiếng á. Hả? Trời ơi. Nhưng mà bây giờ em thấy hình như là chị không có chịu rồi. Thôi em không có gửi cho anh 300 triệu đâu nha. Còn em... chị ở lại đây á, ghen tiếp đi nha. Còn hai chị á, ở lại đây á, ủa tiếp đi nha. Bye bye em. Đi đường cẩn thận nha. Nghe nói. Nói nghe nè, bây giờ tôi cũng bận rồi, tôi về nhà, tôi chụp, tôi sửa soạn, tôi chụp hình để tôi lên báo, tôi PR cho tôi. Manager, đi. Đi công chuyện. Đứng lại. Nó liền xe đó. Anh cái gì? Em biết lỗi. Cô thấy chưa? Cô phá đám cái vụ làm ăn của tôi, bây giờ người ta không thèm làm ăn với tôi luôn kìa, cô vừa làm cô chưa? Em biết lỗi anh mà, em biết lỗi em sai, em xin lỗi anh. Anh đừng có giận em nữa, tội nghiệp em. Nè, tôi nói cho cô biết nghe chưa? Mình không duyên nợ, đừng chờ nghe. Đâu phải vì em do bởi ghen lầm. Thì đành chia tay em nhé. Trời ơi, em đâu muốn vậy. Thôi thì mình phải goodbye. Anh ơi, trời ơi, em năn nỉ anh mà. Em biết lỗi rồi, em không có ghen nữa. Em không có làm anh mất mặt nữa. Em xin lỗi anh mà, anh thương em. Anh đã nói em biết bao nhiêu lần rồi. Tối ngày ghen tầm bậy tầm bạ hoài. Bây giờ hứa với anh, từ nay trở đi là không bao giờ được ghen tầm bậy tầm bạ nữa nghe không? Dạ. Ông mén là về. Trời ơi trời ơi. Không mén mà. Quan xã người ta đông muốn chết không cái gì. Về nhà. Đi về nhà đi. Nhà. Muốn cái gì cũng được. Vậy về nhà muốn gì cũng được nha. Ừ. Vậy về đi. Về đi muốn gì cũng được. Đây về về. Bỏ ghen nghe không? Về. À thì ra trong tiểu phẩm vừa rồi không chỉ có ba người phụ nữ đi bắt ghen mà còn có Mỹ Hạnh và Thái Quốc Nguyên nữa. Dạ đúng rồi, nhưng mà những người này phải nói là ghen ghê gớm hơn anh em mình nhiều hả anh hả? Ờ nhưng mà anh đang nghĩ nha, nếu một ngày nào á tự nhiên anh cũng bị một vài người phụ nữ ập tới bắt ghen như vậy, ôi nghĩ tới mà tự nhiên chợt buồn liền. Ủa sao dễ buồn quá vậy? Dễ buồn quá à. Thôi bây giờ mình đừng buồn nữa bằng cách là mình vui lại đi. Khó lắm. Mình xài chiêu gì cho nó vui đi. Xài chiêu cho vui. Đúng rồi. Anh biết rồi. Đó là chúng ta sẽ cùng theo dõi những tiểu phẩm hài hoặc những nhạc cảnh hài của chương trình Danh Hài Đất Việt. Em biết rồi, nhưng mà mình cụ thể hơn một chút được không? Chung chung quá. Cụ thể hơn phải không? Dạ. Bây giờ em muốn cái chiêu gì mà nó đừng có bình thường, nó phải độc đáo một chút, nó hơi lạ lạ một chút, nó hơi quái. Gì vậy? Có ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với chiêu độc. Em có thấy là vợ chồng mình đi tới đâu là mọi người đều phải nhìn không? Em thấy chứ, và đó là nằm trong ý thích của em mà. Em muốn anh lúc nào cũng nổi bật với tất cả mọi người. Đúng, mình giàu mà. Đúng. Mình có quyền khoa trương. Đúng. Đúng không? Và đây là cái sự mà gọi là tôn trọng người đối diện. Mình sửa soạn, mình trưng diện, mình làm đẹp là mình tôn trọng người đối diện nhìn mình. Giống như em làm đẹp như vậy để anh nhìn em, đúng không? Đúng. Và ngược lại, anh làm đẹp là để em chiêm ngưỡng. Thế sao? Em là hoa hậu. À, ngày mai cho em sắm cho anh cái dương miệng mới. Nó lộng lẫy hơn nữa. Trời ơi, nó chớp. Nó sáng hơn cái này nhiều. Phải có đèn nha. Dạ. Chớp ha. Dạ. Anh. Sao?
mà phải cái chỗ này không vậy? Chắc chắn là chỗ này, không thể sai được. Sai rồi đó, anh thấy sớm Quang Du không có một người nào hết trơn đó. Có thể mình đi hơi sớm thật à, mấy cái tiệm này nó chưa có mở cửa. Nhưng mà anh chắc chắn đây là cái chỗ này 100%. Nhưng mà ai chỉ anh cái chỗ này? Thằng bạn ruột của anh đó mà. Bạn ruột hả? Ờ. Ruột thiệt không hay là ruột để ngoài da rồi nó hại mình đó? Không có đâu, đã nói ruột rồi thì phải là bạn chí cốt, anh mới gọi là bạn ruột, đúng chưa? Anh có biết định nghĩa không? Bạn thân là thân ai nấy lo, bạn chí cốt là cốt ai nấy hốt. Biết chưa? Tức là bạn mình có thể hại mình bất cứ lúc nào. Anh nên nhớ, cái ổ khóa của chúng ta, cái ổ khóa của chúng ta đang mất cái chìa. Mình đang tìm cái người để làm cái chìa mới, mà bạn của anh quen cái người làm chìa này đúng không? Đúng. Thì biết đâu hai người thông đồng với nhau, nhào vô nhà mình hốt hết tài sản của mình thì sao? Em yên tâm, ai đã không tin chứ thằng bạn rượu của anh đã tin tưởng nó hoàn toàn. Mắc mớ vậy anh tin nó? Tại vì hồi xưa là lúc mà nó còn nghèo, chính ta giúp đỡ. Bây giờ nó khá rồi, nó không thể nào nó phản bội anh được. Bây giờ nó đã giàu rồi, nó phản bội nó được cái gì, đúng không? Ừ. Thấy có lý không? Cũng có mấy lý. Mấy khi mà nó nghèo quá thì mình cũng nghi ngờ. Bây giờ nó khá giả rồi. Đúng, nếu vậy xét ra thì bạn không thể nào phản bội mình bằng vợ mình được. Mà vợ... Cái này là em nói đó nha. Có ý em nói là em đọc truyện người ta ưa nói vậy, nhưng mà vậy là sai về người vợ rồi đúng không anh? Đúng rồi. Em thương anh, em cho anh không hết, mắc mối gì em phản bội anh làm đúng gì? Đúng rồi, anh rất là thương em nha. Nhưng mà bây giờ mình tìm cái đúng người chứ anh. Sao anh thấy không có ai hết trơn vậy? Thường thường giờ này là ổng tới mà sao không có thấy. Trời ơi, sao em thấy Quang Du quá à? Chia rồi tôi lại về đây, tìm hương dáng xưa đường nét tràn đầy. Về, về, về. Ê, đâu vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, đừng cắn tôi mà. Cắn cái gì mà cắn? Cái gì cắn ghê vậy? Trời ơi, tụi tôi là đại gia đó. Đúng rồi. Hai vợ chồng đại gia, tụi tôi giàu lắm, tụi tôi không có cắn đâu. Trời đất ơi, người giàu bây giờ vậy đó hả? Vậy đó, sợ người ta không có biết mình giàu nên phải khoa trương như vậy nè, để cho người ta tôn trọng mình, biết không? Tôi vẫn bình thường, không có gì mà còn phải sợ. Nó nghe nè, cho hỏi thăm đi. Ở đây á, biết cái người nào mà làm khóa giỏi nhất đất nước này không? Ủa nè. Ủa vậy hả? Tại sao đi làm trễ dữ vậy? Trời, tôi sửa khóa giỏi mà. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Ai đó biết liền. Anh ơi, anh mới nghe là phải thợ làm khóa thiệt không vậy? Chứ em thấy sao ấy, giống như một cái con bé heo, con bé heo mà nó biết sửa khóa thì làm không? Chắc chắn là cái cậu này, tại vì bạn ruột anh nói là cái cậu này rất là chảnh. Nghĩa hả? Giờ làm không? Làm gì? Giờ làm chứ. Ủa nhưng mà tay nghề cao không vậy hả? Nhìn là biết tay nghề cao rồi. Trời ơi, tay thì mập, tướng thì lùn chứ cao gì đâu cao. Vậy mà tôi chọn vô ổ khóa là xuất sắc. Vậy có không? Giờ có làm không? Sửa khóa làm chìa đây nè. Bây giờ vậy nè, ở đây còn ai nữa không để tụi tôi khai ra cho. Giờ này có ai mở cửa tiệm nữa không cậu? Không, ở đây chỉ có mình tôi thôi. Vậy hả? Tôi cậu làm là tất cả những tiệm xung quanh phải nghỉ, tôi mới làm. Ồ vậy hả? Tôi đâu có làm chung với người ta. Vậy hả? Đặc biệt này. Giỏi là biết tay nghề sao mà chảnh quá vậy. Khi mà chưa mở thì cậu làm, mà khi nào mà người ta mở thì cậu đi về. Mà người ta mở hoài thôi. Người ta mở hoài tôi nghĩ hoài là, tức là cái thời gian làm việc của cậu ít lắm hả? Nói chung là tôi thời gian làm việc tôi là nhiều khi tháng tôi mới làm lần. Cho nên hôm nay hai người hên mới gặp được tôi. Vậy hả? Rồi sao sống thì đâu sống? Nói chung là tôi làm cho vui, làm công quả mà. Vậy cho nên là không cần phải đi làm gì. Cậu ơi, cậu em người giỏi, người ta không cần làm gì. Cậu làm cho tụi tôi đi, rồi tụi tôi sẽ trả công cho cậu hậu hĩnh. Cậu có thể là ăn cả đời không hết luôn á. Ghê vậy? Tụi tôi giàu lắm. Phải không? Trời ơi, tiền á, trời ơi, không biết bao nhiêu mà xuể. Đây này, nói với cậu nghe, sở dĩ tụi tôi đến đây tìm gặp cậu là bởi vì chúng tôi có một cái ổ khóa rất đặc biệt. Ổ khóa đặc biệt? Trời ơi, nhà gì lớn gì? Kìa. Sao sao? Nói tôi nghe coi. Cái ổ khóa này chúng tôi dành để khóa cái mật thất của chúng tôi. Tức là trong nhà chúng tôi, ngoài két sắt ra, ngoài những ngăn bí mật ra, chúng tôi còn có một cái mật thất. Chúng tôi để hết tất cả tài sản,
Về. Suy nghĩ khùng quá khùng đi về. Sao khùng? Tự nhiên đâu mật thất đâu đây vậy? Mấy người làm như cái phim chưởng hay gì vậy? Nhìn bận độ đổi mấy cái này tôi nghi. Nhất là ông đổi này nè. Câu bình tĩnh đi. Không có thứ tháng có người bình thường mà đổi cái này chứ. Tôi rất bình thường. Bình thường, rất bình thường. Vậy mà rất bình thường đó hả? Ừ. Nghe tôi nói, mật thất đây là tôi nói cho nó có dễ ghê gớm rồi. Nó là căn phòng chứa đựng những vật mà đồ cổ quý hiếm. Hộp xoàn, hồng ngọc, ngọc bích, những cái viên ngọc cả đời này không ai được thay hết mà vợ chồng chúng tôi có được. Bởi vì sao? Vợ chồng tôi già quá mà. Ghê vậy? Lắm. Biết không, hộp gì có nổi thì tôi phải lấy ra làm để đổi. Đúng rồi, nhiều quá. Phải chuyển giỡn. Ừ. Tôi thiệt đó. Rồi bây giờ sao? Bây giờ là cần cái gì? Bây giờ cần á. Em nói cho cậu nghe. Cái ổ khóa mà khóa cái mật thất của chúng tôi à. Rất đặc biệt, có 102. Cho nên bây giờ con của tôi á, nó chơi đùa, xong rồi nó chơi đồ chơi, vừa chơi vừa ăn cơm, cái cơm nó không nuốt, nó nuốt cái chìa khóa. Nó nuốt luôn cái đó rồi. Nuốt. Xong rồi tụi tôi mới hoảng loạn, thì bác sĩ nói là không sao đâu, khi nào mà bé tiêu hóa, bé đi ngoài thì mình canh mình lấy lại. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi canh, trụ canh hả, tối ngày sáng đêm, lúc nào cũng túc trực bên con tôi. Khi nó đi, khi nó đi xong, khi tụi tôi tính lấy lại, khi nó còn nít mà, khi nó chàng tay qua, khi nó giật cái nước bồn cầu, cái chìa khóa, nó theo cái đường nước, nó đi luôn. Trời ơi, cậu làm được không vậy? Đưa tôi coi. Tại vì tôi nghe là cậu là cái người làm chìa khóa giỏi nhất đất nước này, nên chúng tôi phải lặn đúng rồi đến đây để tìm cậu. Đưa đây. Cái ổ khóa này rất thẳng là đặc biệt. Cẩn thận, đưa tôi xem. Nặng quá. Đặc biệt lắm. Đây. Nhẹ mà. Nhẹ mà. Cậu cẩn thận, cô đừng có coi thường nhìn bề ngoài. Cô tưởng nó làm bằng móp. Thật ra không đúng. Đúng. Nó chỉ ngụy trang. Đúng. Thật bên trong rất cứng. Cô có thể đâu nung nơi nhiệt độ cao cũng không dây chuyển gì. Nó không phải bằng móp. Không phải bằng móp. Nhưng mà mình cầm một hồi mình mạnh mạnh là nó bị móp. Nếu cậu bóp mạnh nó sẽ bể. Nó sẽ bị móp đó. Đúng. Nhưng nó được làm từ một cái loại thép. Thép gì? Platinum. Platinum. Cậu không biết platinum mà. Platinum. 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 Mà nó là thép gì? Nó là thép platinum. Tôi được cái khẩu này rồi. Nó là cái loại thép mà không có cái gì có thể phá hủy nó được. Vậy à? Bên quân sự, bên hàng không, người ta dùng cái loại thép này để người ta chế máy bay và chế vũ khí. Đúng rồi. Cậu biết không, khi mà tôi mở cái ổ khóa này ra, tôi để ở bên cánh cửa của cái mật thất, tôi vô tôi lấy hộp xoàn ra tôi đeo, thì tôi không ngờ con tôi nó bò tới, nó lấy cái chìa khóa nó nuốt vô, nó bóp ổ khóa lại. Bây giờ không biết làm sao để mà bóp cái cửa của mật thất lại nữa. Dễ thôi. Sao? Dục cái này, mua cái khác khóa lại. Mày không thể nào có cái thứ hai được. Tại sao? Duy nhất có một cái. Tại sao? Tại vì sau khi làm cái ổ khóa này ra, vì giá quá mắc nên là công ty đã phá sản rồi. Và cái kỹ sư mà chế ra cái ổ khóa này đã chết rồi. Đúng rồi. Khổ như vậy đó. Chế ra được cái ổ khóa này không chết mới lạ. Đúng. Ổ khóa tuyệt vời. Từ trước tới nay tôi mới thấy lần đầu. Đó. Bây giờ mà cái khổ cái tôi tính mua cái ổ khóa khác tôi bóp vô mà cái cửa mật thất nó không chịu. Đúng. Nó chỉ là một bộ của nó đi với ổ khóa này nó mới chìa khóa. Đúng rồi. Chết như vậy đó chứ. Bây giờ cậu có làm đây được cái là chìa khóa một không? Cái ổ khóa đặc biệt nhất tôi từng thấy. Bây giờ sao, cậu có làm được cái chìa khóa cho tôi không? Được. Hả? Tôi sẽ làm. Hả? Trời ơi anh ơi, mình được cứu rồi anh ơi. Anh nói rồi. Trời ơi chết. Cậu này rất là giỏi mà. Cậu ơi, cậu bây giờ cái giá tiền công mà cậu làm cái ổ khóa này là bao nhiêu tiền? Tôi nghĩ đây là một số tiền rất là cao. Cao à? Không sao. Tôi nói là tiền bạc không thành vấn đề. Cậu cứ làm tôi đi. Nhiều, nhiều. Trả nổi không? Nhiều, cố gắng. Tôi nghĩ là phải gấp 10 lần một cái ổ khóa bình thường. Là bao nhiêu? 200 ngàn. Được. 200 ngàn? Đúng rồi chứ mình chơi mắc chơi rẻ gì nữa. Trời ơi sao rẻ quá vậy cha? Cái ổ khóa này mà làm được cái gì có 200 ngàn. Trời ơi thôi, đừng có làm như vậy, biết bao giờ mới vào. Bây giờ làm được cái ổ khóa này đi, làm được cái chìa khóa cho tôi đi rồi tôi trả cho 200 cây vàng. Cái gì vậy? Cái gì? 200 cây vàng cái tiền công. Làm ổ khóa này mà 200 cây vàng. 200 cây vàng đây nè, cái dương miệng của chồng tôi thôi là 2.000 cây vàng thôi. Mà đeo đầu chơi gì đó thì 200 cây vàng nghĩa địa gì đối với chúng tôi. Tôi làm,
hai vợ chồng đi ra đường có đem cái sổ sức khỏe theo không? Để làm gì? Cho tôi mượn tôi coi đi, sao tôi không tin nổi rồi đó. Tụi tôi giàu lắm, cho nên tụi tôi sợ trộm cắp dữ lắm, hiểu không? Nên phải giờ làm này để cho nó an toàn. Tính mạng của mình quan trọng hơn tiền bạc. Rồi. Đi đi, bao giờ lấy? Rồi, bây giờ tôi hẹn đúng 9 giờ. Ba ngày nữa. Ba ngày nữa 9 giờ là có chìa khóa phải không? Đúng 9 giờ quay trở lại đây có chìa khóa. Vậy là cái ổ khóa này là... Mở được cái ổ khóa đây. Cảm ơn cậu nghe. Hay trời quá. Ơi trời ơi. Cắt liền. Bây giờ là 3 ngày sau tôi đem đến 200 cây vàng để trả công cho cậu ha. Được. Cái ổ khóa này là cậu giữ thì tôi giữ. Nhớ cẩn thận nha cậu. Mất là không có cái thứ hai đó. Tại vì cái kiểu nó khó lắm. Tôi giữ tôi nghiên cứu rồi đó. Cảm ơn cậu nhiều lắm nghe cậu. Trời ơi. Đi về mình mình chưa cho cá ăn nữa đó. Bây giờ về em lấy vàng em trộn xuống cho cá ăn nha anh. Đúng rồi. Để coi tôi lấy vàng cho cá mập ăn. Đi anh. Tôi ra bãi cho cậu. Hai vợ chồng nó có bình thường không vậy trời? Ta có nên làm cái này hay không? Nghiên cứu thôi. Anh trai. Cái gì vậy? Anh trai. Cái gì? Anh chữ khóa đúng không anh? Dạ. À, anh biết sao không? Ở nhà em bị cái gì? Cái ổ khóa nó bóp lại rồi. Bây giờ em mở không được. Bây giờ nhờ anh lại đó, anh giúp mở được giùm em được không? Tôi không có bao giờ đi tới chỗ nào làm hết. Tất cả là phải đem ra đây cho tôi làm. Thấy chưa, em biết mà, em biết thế nào anh cũng không rảnh mà. Bởi vậy giờ là nè anh. Em có in cái ổ khóa của em vô cái miếng xà bông này. Anh coi cái gì? Anh giúp anh làm cái chìa giùm em. Để em cố gắng em về em mở cái cửa qua, chứ giờ không mở cửa là em không đi vô được. Không làm. Anh, em năn nỉ anh luôn anh. Tôi không bao giờ làm những cái gì mà đem lại đây mà kêu là cục xà bông mà ép cái hình đem lại, tôi không làm. Không, có hình anh ơi, có hình nữa. Có hình không? Có hình. Dạ, có hình anh. Dạ. Khó lắm anh ơi. Đúng. Dạ. Đây là một cái ổ khóa rất khó. Dạ. Không dễ gì mở được. Dạ, em bởi em tới đây em mới nhờ anh á. Chỉ có một mình tôi mở được thôi nghe chưa? Thì đó, em biết anh giỏi mà, giúp em đi. Không ai mở được cái này đâu. Dạ, vậy giờ anh nghiên cứu thì cho em lấy cái chìa khóa về em mở cái cửa em vô liền. Tôi nhận làm cái này. Ồ vậy anh? Nhớ kỹ. Dạ. 3 ngày sau, đúng 9 giờ sáng có mặt ở đây. Dạ. Cái gì? Đúng 9 giờ rồi. 9 giờ rồi. Dạ. Thì sao? Dạ em lấy chìa khóa. Lấy chìa khóa. Dạ em gửi tiền luôn nè. Đây. Trả lại cái cô. Dạ cảm ơn. Chìa khóa chưa lấy được. Ủa sao kỳ vậy? Đúng 9 giờ rồi mà. Đợi chút xíu nữa. Mới có 8 giờ 58 phút. Ủa 2 phút nữa. 2 phút nữa hả? Đồng hồ tôi 2 phút nữa mới thấy. Để cho em gửi tiền trước đi anh. Rồi thôi được rồi. Đây cảm ơn. Cho anh lấy 500 luôn nghe. Khó dữ vậy. Trời ơi em sợp lắm. Rồi. Dạ chìa khóa. Bắt tay. Chưa. Hả? 2 phút nữa mới lấy được. Rồi anh. Bắt tay. Dạ, thấy chìa khóa anh. Xin chìa khóa xin kính chào quý khách. Quý khách xin kính chào chủ chìa khóa. Tôi là làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Rồi. Bây giờ khách vừa lòng chưa? Vừa lòng. Vừa lòng chưa? Rồi. Ôm một cái nào. Ôm một cái. Thử gì vậy trời? Ôm một cái. Tôi ôm ngược lại. Đó, ôm một cái. Thương lắm, thương lắm. Tôi rất thương quý khách. Anh đi đi, cho đi. Hay quá, anh chị đã tới rồi. Đã lấy chìa khóa. Đúng rồi, và đây là khách hàng của tôi. Ủa ai vậy? Ai biết? Ai đứng nguyên. Ủa? Ông bà chủ. Trời ơi, thằng Trâm nè. Thằng Tài Trâm nè. Tài Trâm à? Dạ. Trời ơi, tài xế của... tài xế cũ của nhà tôi đó chứ. Tài xế. Tất cả là người quen hết à. Dạ. Đâu rồi, đuổi rồi. Dạ. Cho nên là không có làm nữa. Đi đâu đây? Bây giờ xin phép đi nha. Khoan đây, đứng đây, chưa lấy chìa khóa mà đi cái gì. Vậy? Bây giờ trước khi lấy được cái chìa khóa này, tôi sẽ cho tất cả mọi người chơi một trò chơi. Chơi á? Trời ơi, vợ chồng tụi tôi giàu có nhưng mà không có khinh người nghe. Chơi với người nghèo tụi tôi vẫn thoải mái hòa đồng lắm. Tôi nói cho các người nghe, tôi làm ngoại lấy tiền ra phải chơi đúng trò chơi này, thắng tôi mới cho lấy chìa khóa. Trời ơi, trời ơi, thử tài. Nguy kỳ. Cầm giúp tôi cái này. Rồi, ổn đây, ổn bán của bà. Và đây là chìa khóa thành phẩm. Chìa khóa này hả? À. Trời ơi, đây là... Thử em.
Ủa sao đó, sao nó rộng quá vậy? Trời ơi, không, không mở được gì cho vậy. Thương vậy? Mình phải làm như đánh lạc hướng những tên trộm. Sao? Đút ngược cái chìa khóa lại, để vô. Hay quá. Anh đánh nó mở ra được rồi nè. Hay quá. Ê, hay quá. Hay không? Vỗ tao cái ơi. Hay quá rồi, về 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 về. Về đi. Chưa mà, đưa tôi mở cái chìa khóa. Hay quá đi, trời ơi. Hãy nhìn xem. Tất cả mọi người hãy nhìn xem. Hãy thấy đó. Song kiếm hợp minh. Có hai cái chìa khóa. Đúng rồi, ông làm hai chìa. Đưa bỏ đi, đưa bỏ. Hai chìa khóa bảo gì? Mời bạn trả lời. Dạ thưa cậu, dạ là màu đen. Đúng vậy. Cái này đúng rồi. Câu hỏi không? Câu hỏi tiếp theo. Dạ. Hai cái chìa khóa này giống nhau hay khác nhau? Đen. Em bấm chuông trước rồi. Dạ đi. Trả lời đi. Dạ, hai chìa khóa này giống y chang nhau. Đây là chìa khóa của ông bà. Dạ, đúng không? Dạ đúng ạ. Đây là chìa khóa của cậu này đến đặt tôi làm. Câu hỏi tiếp theo. Nếu như người khác có chìa khóa để mở cái cửa mật thất của mình thì nhà mình như thế nào? Em vẫn bắt chuông kia trước cửa. Mời bạn. Dạ, nếu như mà người khác mở được chìa khóa mở cửa mật thất của mình thì mình bị mất đồ. Và đây, đây là người đã đến đây đặt cái chìa khóa này để mở cửa mật thất của hai ông bà. Hay quá. Hay không? Cái mở cửa mật thất thì sao? Thì sao? Dạ, nếu như mở cửa mật thất thì mình sẽ mất hết tài sản. Mất hết tài sản thì sao? Ăn mày. Đi ăn mày. Đây, đây là người đã đến đây đặt làm cái chìa khóa giống y chang cái chìa khóa của hai ông bà. Ý tưởng lớn gặp nhau mừng quá. Một người hết sức quen thuộc. Trời ơi, một người tài xế cũ bị mình đuổi nè, xong mà vô tình đã đến một cái chỗ mà đặt chung cái chìa khóa là mất để mở cửa mật thất của mình, để gom hết đồ của mình rồi mình mất trắng rồi mình đi ăn ngoài mình. Bà cùng vậy bà còn cười được hả? Cái ăn mày mà cười cái gì? Ủa tại sao vậy? Là sao, là sao? Như vậy là hả? Hỏi đó đại trâm. Đây, cậu ta đã đến đây đặt tôi làm cái chìa khóa này. Tôi thấy có nghi vấn là tại vì cái hình ảnh giống y chang cái ổ khóa của hai ông bà đưa, cho nên tôi đã cố tình hẹn cậu ta lại đúng giờ gặp hai ông bà. Bây giờ tôi giao lại cho hai ông bà toàn quyền quyết định. Tại sao? Tại sao người lại khốn nạn vậy? Cái gì? Cái gì? Tôi nói cho ông bà biết nè. Cái gì? Tôi quýt tè đó. Quýt tè cái gì đại trăm? Tôi đặt cái chìa khóa đó. Tại sao? Tại sao đặt hả? Bây giờ tôi hỏi ông bà nè, tôi làm tài xế với ông bà, lương tháng chỉ có 2 triệu bạc thôi. Quá nhiều rồi. Nhiều đâu mà nhiều. Thay vì trả một lần 2 triệu thì không. Trả một lần 500 ngàn. Đã vậy nó trả theo thẻ tài khoản đó chứ. Mà canh ngay ngày thứ bảy chủ nhật trả không. Đến thứ hai tôi mới được trả. Thì sao? Thì quá đáng. Mất 2 ngày của tôi chờ đợi, trong khi tôi phải đóng tiền lời, tiền cóp, tiền kiếp, cóp đủ thứ tiền trên đời đó rồi sao? Đại trăm à. Cái gì vậy? Bà Nghĩa. Cái gì? Cái gì bà Nghĩa? Bà nói gì bà Nghĩa? Ta nói cho người biết, người không được kêu tên tộc của chủ hay chưa? Ta thích tên đại trăm kia. Người hãy nhớ rằng khi mà ta đưa cho ngươi 2 triệu một tháng, ngươi đồng ý ngươi làm mà, ngươi đâu có kêu ca gì đâu. Tại sao bây giờ ngươi trả thù lấy cho ta chứ hả? Đúng rồi, bây giờ tôi ghét, tôi phải lấy được tiền để đem về. Nó nói gì vợ con? Tôi hỏi bà, tôi làm tài xế cho ông bà, nghĩ sao ông bà bắt tôi phải khùng hay ông bà? Khùng sao chứ? Đó, đi ra đường nè, ăn mặc như khùng như điên vậy. Hả? Cái gì đẹp đâu mà, đẹp. Đẹp cái gì, như khùng như điên vậy. Rồi còn bắt tôi phải làm y chang với ông bà nữa. Y chang là sao? Nè, đó, dòm đi, đó. Trời ơi, bắt tôi y chang vậy nè. Nó lấy đồ của mình đó. Trời ơi, tại sao bị băng cái gì màu đen thù là ngay người vậy? Đau bụng quá. Trời ơi. Trời ơi, cái beo như vậy mà cũng dám đeo à? Bắt tôi phải làm y chang vậy đó, rồi bắt tôi phải làm y chang vậy, tẩn lên trên người vậy rồi chạm làm tài xế cãi ra ngoài đường. Mới sai rồi. Để lên mặt không, để gì, để dưới bụng, không biết làm gì nữa. Giấu gì giấu ai? Giấu gì như làm mèo? Giấu. Giấu gì? Giấu. Ngươi trẻ thiếu rồi đại trăm à? Ông biết không, ông làm khóa tôi còn hả muốn ổng á là một người tài xế của một người nhà giàu phải đeo dương miệng nữa. Còn thiếu cái dương miệng nữa, cái dương miệng đâu sống đeo. Đồ dương miệng gì, toàn là đồ giả không á. Cái gì? Giả cái gì? Nhà ta giàu mà giả cái gì? Giả còn gì nữa. Ông bảo là đồ thiệt còn đưa tôi toàn đồ giả không? Giờ tôi ghét. Tôi làm vậy á để tôi lấy tiền và tôi lo cho gia đình của tôi. Trời ơi, thật là quá đáng mà. Đúng là đuổi ông tay áo mà. Bây giờ giả thì không biết. Bây giờ bắt nó đưa lên phường tính. Đây. Đây. Đâu đâu. Tôi chỉ lo cho gia đình tôi thôi. 200 cái vàng này trả cho em nha. Cảm ơn nha. Rồi rồi rồi. Ê. Ê ơi. Vàng giả. Ừ. Thằng này. Tiền giả. Bà ơi, sao tôi làm toàn đưa đồ giả không vậy?
Lê Khánh, em có công nhận với anh là tiền bạc á, nhiều khi là phương tiện nhưng lại là một điều mấu chốt để giải quyết rất nhiều những vấn đề trong xã hội, và có rất nhiều những mối quan hệ, những tình cảm gia đình anh em vợ chồng tan rã cũng chỉ vì tranh chấp tiền bạc. Dạ đúng rồi đó, mà nói đâu xa, cái mối quan hệ của anh em chúng ta nè cũng sẽ bị tan vỡ nếu như anh không nhắc đến chữ tiền ngay bây giờ. Ồ cái gì vậy Khánh, cái gì vậy Khánh? Dạ. Nè, anh thề với lòng là chưa bao giờ anh mượn em một đồng nào hết nha. Cái gì vậy? Trời, cái gì tiền bạc bích lòng anh em đây? Cái gì vậy anh, cái gì mà la toán lên vậy? Ý em muốn nhắc anh là thời lượng chương trình đã gần hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.